Trời ơi là trời, sao mà bữa nay nó ế quá trời quá đất, ế thê thảm luôn. Sáng giờ tôi không có bán được một cành hoa nào hết à. Trời ơi, tôi giả bộ để gì cho câu khách ra, để cho ta coi như có người mới uống đó, vậy mà vẫn ế. Tôi ghen quá. Sáng giờ bán được có nửa ly sinh tố à. Cái gì? Cái gì mà nửa ly sinh tố là sao? Thằng học trên nó đi học, nó tưởng nó có đủ tiền lại, nó có đủ nửa ly à, nó khế ép à, phải bán nó chứ sao. Vậy mà rên cái gì, sao mơ vợ bán được con gói mì gói, người ta có nói tiếng nào đâu. Tôi không có một cành hoa nào hết á. Thiệt không bán được cành hoa nào hết hả? Ế một cái cách không tưởng tượng được. Yên tâm đi, bữa nay thế nào khu phố mình cũng có người qua đời rồi mua hoa ép vô duyên không. Ôi mệt quá. Ế sao mà ế khu phố mình ế. Anh ơi Có khách. Anh mua hoa cho em đi. Uống gì em? Uống gì? Xin tố gì? Mua mì nha. Mua bánh nha chú. Em trai. Bánh nè. Uống gì? Xin tố nào? Nước. Bánh nè. Bánh nha chú. Bánh nha. Mì nha. Anh ơi bắp cải đi. Các người có xin phép dọn dẹp sạch sẽ hết chưa? Ủa gì xin phép ai? Ủa vậy là dẹp cái gì? Sao vậy? Tôi xin thông báo. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ngày gì? Khu phố này sẽ ghi vào trong lịch sử. Hả? Ghi vô đâu? Ghi cái gì? Lịch sử mà ghi cái gì? Một ca sĩ đang lên. Hả? Một nghệ sĩ đang hot hả? Đúng. Một nghệ sĩ đó hot, nghệ sĩ nào vậy? Bí mật gì? Chú, ngày nghệ sĩ đó có phải là Thanh Sang Lễ Thủy hay là Thanh Tuấn không? Hay là Ngọc Giàu Kiều Mê Lý? Ở đâu? Thôi, tôi xin giới thiệu. Tôi là đạo diễn. Đạo diễn gì? Đạo diễn rất là nổi tiếng. Gì ghê vậy? Nổi tiếng dữ lắm hả? Tôi tên Thanh Tuấn. Trời, giống lẫn dài nữa ha. Giống thằng Tuấn quá. Thanh Tuấn. Mà ông này cũng đẹp trai quá. Bự con quá. Anh có vợ chưa? Trời ơi, đạo diễn trẻ như vậy đang nổi như vậy làm sao có vợ được? À, có nghĩa là đạo diễn đang nổi là không có vợ được hả? Đúng rồi. Nhưng mà nghệ sĩ nào lên đây vậy? Đón tiếp ai? Ca sĩ Thanh Mây. Thanh Mây là ai vậy? À, con nhớ rồi, Thanh Mây có đóng phim. Bà Sáu, hôm bữa con bà Sáu coi, bà Sáu nhớ không? Bà Sáu nói với con là tên gì à? Dân Đen. Trời ơi, đóng phim gì? Nó ra nó đóng có chút xíu, ông mạnh, quay nhất mắt cái bà luôn. Không. Con này nó bán bún bò. Không ra đầu đường. Vậy đó hả? Trời ơi, rồi cái nó bị đuổi nhà. Cái nó có chút đỉnh tiền, cái giờ nó thanh mây. Không đâu, người lầm rồi. Làm đó. Sao? Thanh Dân Đen bún bò ngày xưa vậy đó, chết rồi. Trời ơi, trời ơi. Có nhớ tôi có đi đám ma nó không? Không nghe gì hết vậy. Không phải, ý của tôi á, là cái tên đó không còn nữa. Thì bây giờ là chỉ còn là ca sĩ Thanh Mây thôi. Tức là đổi tên phải không? Đúng rồi. Vậy là đổi đại đi, cũng... Nè. Mây với dân là cũng vậy, nó bay về tôi. Rồi nó mưa xuống hết bà, nó cứ rụ dân rồi. Thôi bây giờ vậy. Sao? Tôi xin mọi người chuẩn bị đồ ăn thức uống hết đi. Gì? Một hồi là giờ dân chúng lại coi đông dữ trời lắm. Phải vậy không? Bây giờ chuẩn bị đi. Nè. Mình chuẩn bị rồi, bây giờ ông đi đâu? Chừng nào cô Thanh Mây nó mới tới đây. Chút xíu tới liền. Tới liền hả? Trời ơi. Nè, ta tới giờ, liền. Tôi xin thông báo cho mọi người biết, chuẩn bị nha. Bây giờ tôi phải đi ra ngay. Đi chuẩn bị đón tiếp. Đúng rồi. Đi. Rồi, đi nha. Alo. Hai. Alo. Cho tôi ra mà hai chuẩn cái bị xe đi, chuẩn bị đi. Hai cái xe công container hoa gì đó, hoa hồng đi. Ủa không có hả? Không có hoa hồng vậy là hoa cứt lợn cũng được. Hoa đó cũng được, hoa đó nó đẹp. Mà nó có cái mùi hôi thôi cũng không được đó hả? Bây giờ ít lắm hả? Còn có chục mấy bông màu hả?
nhớ nha, tôi ra tôi lấy hết trơn đó nha. Nếu mà ông nói là làm chết với tôi à. Alo, tôi chuẩn bị nè. Được rồi, tôi ra tôi lấy liền. Alo, alo, cho tôi gấp 100 kg bơ sáp, à, loại bơ Bảo Lộc nha, xoài nha, xoài cho tôi cũng 100 kg luôn, à, đu đủ nha, 100 kg luôn, sữa hộp Ông Thọ nha, 100 hộp luôn, à, đường 100 kg luôn, à, đó. Chuẩn bị đón tiếp mọi người một ca sĩ nổi tiếng tới đây nha, gấp gấp nha, chở liền cho tôi nha chưa. Mày lấy điện thoại cho má đi, cho tao kêu tao kéo đồ làm gì bán chứ, để tôi thu xúc người ta sao được. Ở bên kia bán lấy hàng mà má. Trời ơi, lấy hàng thì phải lấy thêm chứ con, chợ bán chị này trúng mánh dữ lắm nè. Alo, bánh ngọt bánh mặn gì đem tới hết cho tôi đi, mà ăn trong một ngày thôi nha, đừng có ăn qua tới ngày thứ hai là chết bà tôi luôn đó ha. Tôi chắc tới tháng liền nha. Tôi nhớ rồi, vậy chưa? Rồi, khu phố mình rồi. Sắp ngon rồi. Rồi, khu phố mình là đón tiếp một nhân vật quan trọng, trời ơi, nghệ sĩ Thanh Mai. Cho tôi mượn đi. Có búa đập đá chịu không? Trời ơi, búa đập đá làm cái gì? Tự nhiên ta bán nước mà ở đâu mà thẩm mỹ viện sao có nhiếp. Trời ơi, tôi nói ông nghe, trong cái thời phút quan trọng này tự nhiên cái cọng bạch kim nó lòi ra nè. Bạch kim là gì? Nè, cọng bạch kim nè. Trời ơi, cái đồng lòng mẹ mẹ của bạch kim. Hết bà ghét tôi đi nhỏ bạch, cho. Tên nó nói gì bạch kim chứ mình nói tóc bạc cái già muốn chết sao được. Cho bà còn trẻ sao vậy, tôi nhỏ cho. Trời ơi tôi đi, hai cái bàn tay của ông đưa vô hư cái mặt của người ta trơn à. Mà tôi nói thiệt với ông nha, tôi với ông á là ông là nam, còn tôi là nữ ha, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ông biết không? Ông tới gần lỡ tôi có bà ghê. Hôm nay chúng ta được đạo diễn Thanh Tuấn nói là sẽ chọn một cái người để đóng cặp với cái cô nghệ sĩ Thanh Mai. Bởi vậy tôi nói nghe, bây giờ tôi phải đi liền bây giờ mới được. Để hey, mình biết đi đâu không? Biết tôi đi đâu không? Mà chuẩn bị hơi quá nha. Hơi quá thiệt đó nè. Bây giờ đâu? Tôi đi mắc cấp. Nên chi vậy được rồi. Trời ơi đâu có được, mình phải đẹp lên mới được chứ. Phải bà gì là cỡ bà gì đó là Hà Tăng Hà Hồ không bằng bà. Trời ơi, vậy sao tôi mà đẹp bằng Hà Tăng Hà Hồ được? Hơn đó. Sao hơn thiệt hả? Vậy là tới Tăng Hà 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 Hồ Tăng gì Hà đó. Hồ thua bà luôn. Thua luôn. Bởi vì bà là Hà Bá. Quái. Cái gì? Tôi đi một chút xíu tôi về, không đẹp hơn tôi chịu tội. Đi nè, đi về liền nha. Không chưa từng thấy đi đẹp quá. Đẹp thế làm sao tôi bán hết cái này, bữa nay là đã rồi, còn được đóng với Thanh Mây nữa. Tôi sẽ được chọn là người diễn với Thanh Mây. Hay quá. Còn bà làm bắt rau cho tôi. Đúng quần chúng đằng sau lưng. đúng rồi ông đẹp quá ha. Quá đẹp nay đẹp thiệt phải không? Đúng vậy mới được đóng với nghệ sĩ chứ. Đúng, mình là nghệ sĩ mà. Ô gì á? Bên kia Sợ lắm. Mấy chú nè, nhớ chú không? Dạ không, trời ơi, ai mà giống như là quỷ già sống lâu năm vậy? Trời ơi trời. Đất ơi. Chú nói với chú bán nước mía, cái con nhỏ mua thiếu ngoài đó. Ôi không, trời ơi, may làm sao mà uống nước mía mà còn mua thiếu nữa. Không bao giờ may uống cái loại nước trần tục đó đâu. Thôi được rồi, qua thì nhận, nhưng mà đuổi ông đi, nghe mùi bã mía quá. Đi. Sợ quá. Tất cả tập trung che nắng cho chị sợ đen. Trời ơi, ông Tấn đâu rồi, ông Tấn đạo diễn đâu rồi? Trời ơi, ông Tấn ơi, sao ông nhởn dơ gì cà lơ phất phơ vậy? Ông chọn cái bối cảnh gì mà từ đó đi vô đây tôi toàn là ổ gà, tôi đi tôi muốn chết luôn à. Đâu, em. Hả? Cái chỗ này á là cái nơi em chôn nhau cắt rúng. À. Anh tìm hiểu rất kỹ, cho nên anh mới chọn chỗ này làm bối cảnh đó. Trời đất ơi,
Trời đất ơi, nếu mà anh không nhắc thì May, May đâu có nhớ là May đã từng ở chỗ này sao? May đã từng ở chỗ này sao? Trời ơi, chỗ gì đâu mà nghèo hèn lạc hậu, người thì già nua, không có năng động gì hết trơn vậy? Mẹ, trời mẹ, ơi, đi. Làm như tôi lẹ. Không, 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 May có ghế của May rồi. Ghế mày đâu? Ghế May nhiều màu lắm. Trẻ ghế cho chị. Cái gì vậy? Trời ơi, thì banh ra đi, bà đặt sọt sọt chi. Mở cái cầm hoa cho chị, đỡ May ngồi. Sao thấp dữ vậy trời? Giống ngồi làm móng tay vậy. Uống nước gì đi, uống nước gì đi. Dạ, chú có nước gì? Đủ loại, có dạ. Xoài, có bơm, có cam, có đủ loại hết trơn, uống nước chú gì? Bán phong phú quá. À. Cho cháu một ly nước mưa. Dạ, con. Ủa sao uống nước mưa? À, tại vì nước mưa là một loại nước tinh khiết. Mình uống như vậy mình không có bị trúng độc. Ai mà biết được người già già ứ hãm hại trẻ con. Trời ơi trời, quá đáng. Trời ơi, chảnh quá trời chảnh. Được rồi, có nước mưa, có nước mưa. Nói vậy thôi chứ May có nước của May, nước May đâu. Đây, uống nước mưa, có nước mưa. Ta không uống đâu, không có uống đâu, không có uống đâu, không có uống đâu, không có uống đâu. Nè, mình lớn lên từ đây. Dạ. Mình uống nước mưa như hồi nhỏ mình tắm mình uống nước mưa hoài đúng không? Uống đi. Ê gì mày, tao đập cho. Để tôi đưa cho mày. Làm gì? Không, đây đưa qua đây được rồi, tôi đỡ tôi cho đưa mày. Có đọc. Trời ơi, đọc gì mà đọc. Nhiều khi đưa tay qua, tay di trùng nhà nhà của chồng. Mày uống nước mưa hả? Chảnh mày thơ cố. Trời rồi. Ơi, phải hòa mình hả? Ờ. Hộp kia đỏ hồng ngon lắm. Được sao vậy? Ngon lắm hả? À. Trời ơi. Thật ra là... ngon lắm cho nên Hào không uống nhiều được. À, kìa kìa, em sao lại uống nước mưa? Trời ơi, em muốn hòa mình vào quần. Thầy quần chúng. Tự nhiên phản ứng kỳ cục à. Trời ơi, cái nước mà chính bàn tay anh chế tạo cho em đâu. Cái nước đó là mấy quỷ đi nó uống hết rồi. Trời ơi. Mấy thằng thiệt. Mấy quỷ nè. Thôi Thôi Rồi bây giờ sao? Bây giờ em diễn cái gì đây? Nhân vật hiền lành mà để em. Nhân vật hiền lành mà để tôi bắt chước đâu rồi? Nhân vật hiền lành. Nhân vật hiền lành đâu? Rồi nhân vật hiền lành đâu? Tôi nè. Đây được không? Đây là hiền lành nè. Trời ơi. Nghĩ sao mà hiền lành tóc đổ quét vậy bà? Đó là gì nhuộm để cho nó tinh khiết á. Trời ơi. Anh làm ơn kiếm giùm tôi người khác đi. Đó anh này mà... được không? Trời ơi. Người khác đem Tuấn anh giới thiệu cho tôi người khác anh nói rồi mà. Thôi được rồi, đâu tôi giới thiệu cho. Hiền lành phải không? Đúng rồi. Hương ơi Hương. Dạ. Con đâu rồi Hương? Đỡ dạ, chị vậy? Dạ, cầm dạ. Nóng cho chị. Đây con. Đỡ chị vậy? Hiền lành là đây. Người phụ nữ hiền lành. Ủa? Chị May. Chị nhớ em không? La vừa vừa thôi để cho ta nói mày dư hơi quá. Từ từ con, mấy thằng này nó như khùng vậy đó. Chị, hồi trước á chị hay giao bún bò cho em á, chị nhớ không? Ờ, đang có giao bún bò hả? Dạ. Ờ, chắc chị nhớ đó. Dạ. Ờ, em là Hiền Diệu đó hả? Em là nhân vật mà để chị sẽ bắt chước đó hả? Dạ. Em sẽ giúp chị đó hả? Ờ, nếu vậy là chị nhớ rồi, ờ, nha. Dạ. Trời ơi, vô hồn, vô viết. Dạ. À. Sao mày gây lộn với bả hoài vậy, tao bắt vậy? Bả cứ nắm tay chị hoài kìa. Trời ơi, bả nắm tay tao thì cho bả nắm. Chuyện ở tay vậy rồi sao? Thì tao lôi vô mày cái kẻ rồi này, hơi tao chùi hết rồi nè. Bây giờ mày nắm tay đi, không cho phải không? Giờ tao nắm tay mày được. Đi theo bên cạnh tôi là toàn vậy không nè. Tao được rồi anh Tuấn ơi. Cái gì? Hả? Bây giờ tôi phải diễn làm sao? Tôi diễn vai gì anh nói đi. Bây giờ em diễn cái vai. Sao ạ? Hiền lành. Có à? Gái nhà quê. Hiền diệu. Có. Phải không? Ờ. Hiền lành. Ờ. Nhà quê. Ờ. Nghèo không có chỉ giá lại luôn nè, thấy không? Nghèo tâm lớn hết trơn nè, có cái giống gì nguyên vẹn vậy mà không nghèo trời. Vậy mà màu sắc quá. Ông cái này là như là thiên thần á. Nghèo thiên thần. Nghèo trời thiên ơi, nghèo vậy mà thiên thần. Ý bà nói nghèo cõi trên hả? Cõi trên. Vậy là bà không được hả? Thôi không được đâu, em phải bộ đồ khác đi. Bộ khác hả? Ừ. Để bộ nào đâu. Thôi được rồi, em có trời ơi, có cái này phải không? Lộn cái này đi trao đổi, đưa cái đó cho chị đưa cái này cho em nhanh đi cưng. Nhanh đi, không còn kịp nữa. Em nhanh đi. Mượn á nha. Trời đất ơi, chứ ai lấy cá mà ba bạn chi. Trời ơi trời. Cho chị mượn đó nha. Mặc đi, cái áo nổi tiếng không mặc. Tiếp, tao coi đứa nào tiếp coi. Trời ơi, mấy bay đứng nhìn hoài à. Trả tiền cho bay đứng nhìn hả? Rồi, đó. Trời ơi,
sao mà nó không có giống ai vậy nè trời. Vô đi à, chị biết chưa, chị đi vô đi ra hoài vậy, trời nắng mệt ghê á. Rồi bây giờ diễn sao? Bây giờ em muốn diễn cho giống gái miền quê á. Thì đó, thì em mới hỏi người lớn nè. Rồi em tập em giọt nè, diễn làm sao cho nó giống đi. Rồi tôi mượn chú ơi, chú làm ơn chú bán tập quá đi. Em bán tập quá, chú đi ngang đi. Tụi bay giang ra coi làm cái gì mà nhoi như dòi vậy? Cái gì vậy? Che nắng cho chị. Trời ơi, bảo vệ tôi đang diễn, xích ra đây đi. Ra bảo vệ gì bán nha. Bán tập quá. Sợ dù á chị. Tụi bay để dù đó đi. Rồi em bán tập quá nha. Em bán tập quá thôi nha. Tụi bay đứng gì không ai dám mua đồ hết trơn rồi. Anh ơi. Anh đây. Anh ơi. Anh vào quán em đi. Quán em có đủ thứ hết trơn á. Bán gì vậy? Anh muốn trả nhiều trả, bị đang ê quá mà. Anh ơi. Trời đất ơi, bà bán tập quá, bà bán gì mà bà lả lơi thế ớn luôn à. Chị ơi chị, bán không có bán vậy đâu, không có chèo khéo khách vậy đâu. Bán sao? Ví dụ như chú cái này đi ngang ta qua bán cái khác á. Chú đi ngang qua, chú cần gì không mua một con đi chú. Thấy chưa? Thấy dịu hiền chưa? Hiểu rồi. Được rồi. Bán cái gì khác chứ không phải bán tập quá đâu. Rồi, bán lại. Chú tập quá quá trời nè, chú quá trời luôn nè, ta quá trời luôn, đầy đủ hết trơn nè, mua giùm tập quá đi chú, đi chú quá trời luôn nè chú. Chị, cái tông của chị thấp xuống. Tông phải thấp xuống. Dạ. Hồi nào giờ lên không có xuống được. Nhỏ nhẹ thôi. Nói lại nè. Tôi không diễn với ông này đâu. Không vậy. Ai biểu già mà còn mày đặt nhiều tóc nữa, diễn không có được. Mệt ghê lắm. Mệt diễn với tôi đậm. Anh chết. Anh thấy em bắt. Ủa sao mà giống thằng mày chưa? Cái giọng nói rất quen mà người lạ quắc vậy trời. Em nè. Sao trời trời đó quên hả? Trời đất ơi, bà làm gì đen thui vậy? Trời ơi, mất chấp cả mấy tiếng đồng hồ đó. Má sao thấy ghê quá vậy? Mày có vậy? Thanh Mây không? Thanh Mây đâu có vậy. Chứ sao? Nè, Thanh Mây ta chắn bóc rồi bà ơi. Trời ơi, sáng trời ơi. Cái này Thanh sao hồi xưa nó đen thui mà sao vậy? Trời vậy là cô hố hàng rồi chết chắc. Thôi bây giờ để tôi ra. Trắng với đen là chuyện bình thường nha cô nha. Bây giờ là khoảng chừng mấy ký xà bông đó, chứ thêm vài giọt mà để tẩy lavabo đó là nó trắng queo liền nha. Thôi vậy cho, để tôi đi qua kiếm mắt cắp lại, tôi để thôi cái mặt gì mình hố hàng quá. Thôi lỡ rồi, thôi đi. Sao vậy? Lỡ rồi. Thấy như vậy mà không chừng tôi có cảm giác hơn đó. Được không? Nhìn bà đen không chừng tôi diễn tôi lòi ra được cái hiền diệu đó. Ôi trời ơi. Bà diễn chung với tôi đi. Cảnh là bà mua tập quá. Nghe đi. Nè nè nghe. Đi. Xẹt qua xẹt lại cũng thấy cái hình của tôi đó nghe. Đúng rồi đó. Bây giờ đó. Mai được đóng phim đó. Được đóng phim nha. Rồi đi đi. Chị. Chị rảnh không? Em biết chị rảnh mà. Em mời chị vô đây. Em nè chị. Em có nước ngọt. Em có bột ngọt. Em có bí đao, em có cải. Em có đủ thứ hết trơn, chị muốn mua cái nào? Chị muốn mua cái nào em chọn cho chị cái đó, bảo đảm như lòng. Trời ơi. Anh đáng lẽ không có muốn mua đâu. Trời ơi, sao mà thấy cái ngọt ngào quá, cái thôi là muốn mua liền à. Dạ, mua giùm em đi. Cho chị một cái gói xà bông này đi. Dạ. Cái gì vậy bà nội? Xà bông 500. Nguyên một cái hàng người ta bán từ sáng tới giờ, bây giờ có được mua bịch 500 này cũng muốn chơi là sao? Lỡ rồi là tiền bạc đó mà tôi đền vô. Mà mua kiểu gì vậy, bà phải mua mấy bịch, 50 bịch, 10 bịch cho người ta, và mua cái bịch này sao vậy? Này 500 này cho biết. Chị sao? Sao vậy chị sao? Hả? Nó khùng. Em làm gì cái dai vậy mà em hung dữ vậy, làm sao ra dai? Trời ơi, nó mệt quá đi, tôi không có hiền diệu được đâu. Bây giờ tôi bán sao tôi bán? Tôi muốn mua, người mua phải mua thiệt nhiều. Không mua là tôi chữ, không mua là tôi chữ. Nó diễn phải sáng tạo vậy đó. Chứ tự nhiên không mua cái cam chịu. Đó là cái diễn có 1 triệu, tôi muốn diễn 2-3 triệu. Em à, bây giờ em muốn diễn một cái bạn nào đó, em phải luyện tập bỏ thời gian ra. Luyện tập diễn nó mới hay. Đúng rồi. Thôi bây giờ em ở đây nha. Bây giờ cô nhờ cô với cô này ở đây luyện tập của với em này. Tiền công bù lao á, con bù rất là nhiều tiền nha, con trả rất là cao nha. Thôi Tân Mây, bây giờ anh mượn cái chìa khóa xe đi, anh ra ngoài kia anh nằm nghỉ chút xíu, rồi anh viết kịch bản thêm cho em cái phần cuối. Mệt quá. Sao? Thôi được rồi, cho anh mượn đi. Cho mượn chìa khóa nha. Rồi, ở đây nói với người ta chỉ tôi diễn đi. Thôi được rồi nha. Tiền bạc thành vấn đề. Đúng rồi. Cô chỉ giùm coi nha. Thôi anh đi nha. Rồi, đi nha. Anh đi nha. Viết nhanh vô. Rồi, viết rất hay đàng hoàng. Mệt nha, đi nha. Đi đi. Rồi sao? Nói rồi đó, lát đưa tiền vô dạy tôi diễn đi. Chị phải làm nhẹ nhàng thôi, chị phải diễn cho tự nhiên.
Trời ơi thì đó tự nhiên rồi đó, bùng phát lên cũng bị la, rồi tự nhiên cũng bị la, cái gì cũng bị la hết. Trời ơi cái ngày cô bùng phát cái gì cô chửi lộn người ta như tát nước vô mặt rồi bùng phát cái gì. Trời ơi thì phải có bất xúc chứ, mua bán cực khổ quá bà, mời muốn chết luôn. Tự nhiên mua bịch bầu, gọi đầu 500, trời ơi nổi điên không. Thôi tôi không làm nữa đâu, ai làm đi, tránh chỗ rồi ngồi coi. Thôi bà mới bị trái mặt, vô bà ngồi nghỉ đi. Ra đây, đi ra chị trả tiền, ra đây. Cái gì vậy làm gì, ta nhìn vô ta tưởng mình đánh ghen giờ đập lại. Chị buông ra đi, em không có dạy chị được đâu. Cái chất của chị không bao giờ đóng được dây nghèo. Chị đừng có tưởng hả, chị đem tiền ra là cái gì cũng được đâu. Không được, em không dạy chị nữa. Trời đất ơi, cái gì vậy trời, cái xóm này làm như bạo động hay sao á. Trời đất ơi, tiền bạc đem ra rải để mà giải tôi diễn thôi, tự nhiên thì cứ giải đời tôi hoài làm sao vậy trời ơi, sao giải. Thôi được, tôi mệt quá rồi bây giờ. Mấy người này tôi giải quyết không nổi, kêu đạo diễn vô đi, đi ra. Tụi bay đi ra kêu đạo diễn vô, nhanh lên. Đi kêu đạo diễn vô. Lái xe đi đâu rồi? Lái xe đi đâu là đi đâu? Điện cho ông ta về coi. Điện ông về giải quyết ba vụ này coi. Đạo diễn là bỏ đi đâu, ra viết từ kịch bản. Chị ơi, chị. Gì? Cái chiếc xe của mình đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu thì trả lấy chìa khóa đó. Ông lái xe mất tiêu rồi. Điện thoại coi. Điện thoại của chị đâu? Bỏ cho cái bóp ông lấy thôi. Trời ơi, điện thoại trên bóp trong bóp. Sao được nào, tụi bay cũng đâu đứa nào có đi cho mượn điện thoại không già. Rồi, tốn mua điện thoại. Này, nhanh đi. Trời ơi, cho mua mà cũng mày đặt lâu nữa, mệt ghê á. Trời đất ơi là trời. Cái gì mà đòi đấu hiện cho hiện. Ai biểu? Nín coi, tao đang nghe điện thoại mà cứ mệt ghê á. Trời ơi, nó tò tí te tà te rồi nè. Trời ơi, ủa vậy là làm sao? Ủa là làm sao? Trời ơi, hư điện thoại ta nữa. Tôi đền cái khác, mệt quá à. Dùng sao chị? Ủa là làm sao? Trời ơi, đạo diễn lấy xe, lấy hết là làm sao? Trời ơi, mà điện thoại ở e có nghĩa là nó lấy xe, nó lấy luôn điện thoại, nó đi mất rồi. Rồi, bị lạc rồi. Mà nhà cha nó ở đâu? Đâu biết đâu. Trời ơi, không biết. Không biết hả? Thì đâu biết đâu là ổng đem tới, ổng giới thiệu, ổng đưa cái cặp cassette ra, ổng là đạo diễn. Rồi ổng đưa một số cái video clip, ổng đưa cho coi. Thì thấy là toàn là mà nổi tiếng ở trong không à. Trời ơi chị, trên mạng video clip có đầy luôn. Ổng đào về cái ổng để tên ổng vô là rồi. Cái mạng là gì, ai biết mạng là gì? Trời ơi, mạng nào vậy, mạng nào mà nó gan quá vậy, nó ra là mạng nào mà đào xuống vậy? Bây giờ sao? Anh đưa nó cho tiền chưa? Đưa rồi. Nhiều. 5,000 đô. Trời ơi. Rồi, nó đi luôn rồi, không biết nhà cửa nó đâu hết phải không? Trời ơi, chết rồi. Chị bỏ vô xuống hết đấy. Tiền của em sao? Hả? Tiền tụi em sao? Chị muốn sao nè? Ai vậy cho tôi tin? Bây giờ, tôi nói cho em nghe. Dạ. Tiền mất, tật mang. Dạ. Bây giờ mình phải trở lại chính mình. Dạ. Biết không? Dạ. Chứ mình nghe nó lường gạt, nói ngọt, nói bùi gì đó. Rồi nó lấy hết của mình nó đi. Dạ. Bây giờ là sáng mắt ra chưa? Dạ rồi. Bây giờ ý sao nói vậy nè, con người đừng có mong là đem tiền bạc ra mua cái này, mua cái kia, dạ, tham danh vọng, không được đâu. Không được cái gì đâu. Phải trở lại là chính mình. Đúng vậy. Thì thôi mới hiền hòa được. Dạ. Mới hòa nhập với mọi người được. Dạ. Hiểu không? Hiểu, con sẽ trở lại chính mình. Nhưng mà cô cũng phải hứa với con, cô cũng trở lại chính cô. Trở. Vậy mới là bà đó. Dạ. Còn ông nữa. Vậy mới là tôi nè. Phải trở lại chính mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy cười lên để xua tan những băn giá, những đau khổ của cuộc đời. Quý vị ơi, nụ cười không làm chúng ta hao mòn tâm trí đâu, mà trái lại còn giúp chúng ta thêm hưng phấn để làm tốt công việc của mình nữa. Và chắc chắn quý vị hãy cùng cười với Lê Khánh và Đình Toàn trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết rồi. Lê Khánh và Đình Toàn xin được tạm biệt quý vị. Trời, mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê thôi, bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta?
quán này đi, quán này quen uống. Ủa sao qua bộ bà Tám này bà sang quán rồi sao mà quán này lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lỗ lã rồi bữa sang rồi. Chủ quán. Hi. Chủ quán gì đẹp dữ. Hello. Gì? Hello. Hi. Ba. Hi. Ba. Hello. Hỏi bà là em bà Tám không? No. I am Tam No. Gì? I'm Tam No. Không hiểu. Tam nổ bà ơi bà. Cái anh không có cho để giấu. Quá thế anh gì giống kêu chó no, no. Trời vô duyên quá. Về anh lắm. Lên Sài Gòn về đẹp vậy. Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á, em lên chợ mới nứt con mắt em ra. Dạ. Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá. Ủa về mà làm á hả? Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh. Hay quá. Chứ ở đó anh nhớ không, quán em sặc sệ giống như vậy nè. Anh thấy không? Mà ác nghiệt anh ơi. Sao? Phong thủy. Phong thủy sao? Từ khi em sửa cái quán xong á, không bán được một người khách nào luôn anh. Kỳ á. Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không. Mình buôn bán mình không được nói chữ ế. Đúng rồi. Nó lạnh. Nó lạnh tanh luôn anh. Tôi nói bà nghe nè, bà Mười không đóng vậy đó. Hồi đó buôn bán nó sập sệ đó, bán ngoài đường vậy đó. Mà bán đắt dữ lắm luôn. Tự nhiên bây giờ đó là cái quán bà sửa sang lại làm cho đẹp lên á. Rồi bán ế vậy à. Bởi vì em nói mấy cái này không có tin không có được. Ừ. Mình phải coi ngày coi giờ mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được. Anh hiểu không? Nhưng mà anh ơi em vẫn còn vui. Sao? Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói. Còn quỷ này nè anh. Quỷ quán đối diện nè anh. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi phong thủy với em. Quán nó cũng ế nhệ vậy thấy không? Quán nó ế nhệ luôn. Ế từ xưa đến nay luôn, nó đấu đâu có lại em. Vậy hả? Ờ. Ủa mà bà bán quán là nhiều chuyện. Cà phê đâu? Ủa uống cà phê hả? Không lẽ lại đi ngồi chơi. Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn. Công nghệ mới là sao? Công nghệ mới ở trên Sài Gòn. Cà phê Sài Gòn? Dạ. Chà đã nha. Chờ em nha. Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn uống đã luôn à. Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Không hút không? Thôi khỏi bà ơi. Thôi kệ đi, cho cái ống hút vô chỗ đẹp. Công nghệ Sài Gòn đó hả? Công nghệ Sài Gòn của em á. Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tao tôi bữa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn tôi uống ly cà phê nó ngon gì đâu á. Ta tim nó ép luôn á. Sao vậy? Nó mạnh quá đó. Đúng rồi anh. Ngon lắm. Uống thử đi, uống thử coi em pha ngon không mà sao ế vậy? Ngon chắc chắn là vào cái màu thấy ngon. Đó chưa, nhìn đậm đặc liền. Gì vậy? Nam. Cà phê gì đắng dữ. Khùng ba. Đắng ghét hả? Đắng gì đó. Bà coi coi. Nè, bà uống thử đi. Uống ngọt chi tiểu đường. Bà uống thử đi. Không tôi phải bỏ là bỏ đường rồi. Bà sẽ đắng như vậy. Bà uống thử bà làm thử biết coi. Trời đất ơi, bà quên bỏ đường hay gì đó đắng lắm. Cái nội này tôi bỏ đường rõ ràng. Trời ơi. Bỏ lộn ly kia. Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia. Ngon thiệt á. Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á. Sáng tôi uống tự uống rồi bỏ lộn. Rồi đó, rồi nè. Tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi. Rồi chưa? Bỏ rồi. Ý. Cái gì vậy? Đang nghe bà ơi. Bỏ rồi. Bỏ đầu đi đâu, sao lấy đường gì đâu. Có tan, tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan. Tinh luyện cái gì? Bà mua ba cái đường cát mà để vô mà có hai ba hộp thì sao đẩy được. Anh mắc cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt rồi tốn tiền thuốc. Thôi, bỏ đi tôi uống đâu. Mệt cà phê đi. Gì kỳ quá luôn. Đây, nè, lấy đường cho. Bán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn. Ê nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha. Gì? Không có nói kẹo kéo gì ở đây hết trơn trời đó. Trong quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả? Ê cũng cấm này cũng cấm hết trơn. Đó nè.
ăn vọng gì ăn vọng hết đi. Ừ, quán cà phê ăn vọng. Chủ quán cà phê nói chuyện kỳ á. Uống cà phê hay ăn chè vậy ông nội? Tôi uống ngọt quen rồi. Trời đất ơi, thiệt tình. Dẹp đi. Vậy đó mới là vừa uống chứ. Tự nhiên là đưa đem ly cà phê đắng ngắt làm ai uống được. Uống đi cho tiểu đường với bà. Gì vậy? Cà phê gì mặn dữ. Chết cha, lấy lộn cái hũ bột nêm. Trời, hũ bột nêm để ngồi về và nấu canh mà quên bỏ lộn. Bột nêm bà cho tôi cái kiểu này, trời ơi, cái đầu óc, cái đầu tôi còn cái gì não tôi nữa. Sao vậy, bột nêm mình cũng ăn vô mà. Ăn vô mà đâu có ăn dữ vậy, ba muỗng bà thấy không? Cái đầu nấu 10 lần nấu canh luôn chưa thấm nữa. Thôi uống trà vô đi. Không ra. Chữa lửa. Con ba buôn bán về chứ ế phải rồi. Nè. Hả? Ế nữa. Anh nói ế luôn, tôi quýnh lên luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha. Lạnh lẽo, lạnh lẽo. Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi. Nói nghe. Gì? Quên nữa. Sao? Quán bà vắng quá, lạnh lẽo quá. Ờ. Bà có số điện thoại cho Sáu không? Chi vậy? Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì, trốn tôi hay sao á? Hay là cái bệnh nằm bệnh viện? Trời ơi. Ủa ông với ông có thân nhau không vậy? Thân ai để lo. Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à. Trù gì? Nó tự nhiên nói người ta nằm viện. Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê cho có tụ rồi nói chơi chứ để quán gì kỳ. Anh mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì? Uống cà phê. Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế. À không, quán em vắng. À vắng. Không, quán em lạnh. Lạnh rồi. Cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh? Ừ. Ừ, để em gọi cho. Khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi. Có điện thoại bà, số không, 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 không. Đã anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mới gì tốn tiền vậy anh nữa để em. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Kêu cho lại đó, tôi ngồi đây nha. Dạ. Alo. Anh Sáu, anh Sáu. Ủa. Ủa không phải. Ba con đâu con? Ba đi làm hả? Ờ, để quên điện thoại nhà con. Ờ, rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì? Hả? Thiệt không? Trời ơi. Trời ơi. Không. Không thể nào. Tám. Tôi ghi đâu là có đó. Trời ơi. Anh Năm ơi. Tôi ghi đâu là có đó. Làm hả? Đánh ra. Đau khổ. Lợi dụng rồi hả? Lợi dụng gì? Bà chỉ bỏ mơ người ta. Bà có gì đâu lợi dụng. Trời ơi. Anh Năm. Sao? Ông Sáu. Chết rồi. Đây bị bà. Trời sao? Ông Sáu. Sao? Chưa nói nghe. Trời ơi, cãi tôi không? Tôi nói bị trốn tôi mà. Tôi không tin luôn. Không bao giờ tôi tin được hết trơn. Trời ơi, tại sao có chuyện này xảy ra? Bạn bè mà giấu với nhau làm gì? Trời ơi. Đúng không? Thiệt không thể ngờ. Tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là đại gia. Ê, chị Chị Tư. Ai hả? Đây nè, em nè. Ai kêu tôi hả? Đây nè, chị đi đâu vậy? Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió đó rồi. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi, bão táp mưa sa. Gì vậy trời? Hả? Bão táp mưa sa cái thắng luôn vậy hả? Là tại vì
Tao ơi nghe. Sao không hát nữa đi? Không có rượu uống, không có vô ca nổi. Trời ơi. Nào có rượu vô là tao quất hơi tám bài. Đâu ngày ta gặp ta hỏi han tôi đứng hát không à. Ê, ê, tao gặp mày tao mừng quá. Vụ gì? Mấy bữa nay mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn. Công chuyện đăng đăng đê đê, không có thời gian gặp chiến hữu đâu. Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm. Gì hận tôi trời? Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền chết cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa, mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ. Thông cảm cho tôi đi, trời ơi dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm. Mày làm gì công chuyện? Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi, khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được. Ê ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không, mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không? Không phải, không phải. Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi ai mũi mà đợi tao chết. Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha. Nhưng mày biết không, tao nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày. Bà bệnh gì thôi giờ hỏi thăm nào, giờ bà bệnh gì? Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ. Trong nào? Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ. Phổi có ghẻ. Rồi hứa sao gái? Sao tao quên hỏi ổng mà. Bị cái gì trong phổi bà? Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lở ra. Ai mà biết cái gì? Hỏi đâu bà ơi, bao tử. Bao tử đúng rồi. Bao tử mà bị lở là loét bao tử mà nó lở luôn à. Sao sao nó loét lở cũng thứ đó cho mấy nữa. Mày đặt cái sữa lưng tôi rồi nữa. Rồi sao bây giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhậu chưa? Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ rồi bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt mà từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống. Nó nói nghe nè. Ủa nhậu hay đi học thêm? Có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả? Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi, rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa. Rồi. Nhậu siết quá tao làm nổi. Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt công chuyện lắm. Gì dữ vậy mày? Công chuyện trong này. Trời trong ơi. Công chuyện gì không biết nữa. Trong cái iBeat này nè. iBeat là gì? Bà không hiểu đâu, cái le xe tôi biết, cái gói gọn ra đây hả? Cái le dồ của bà thấp lắm. Bà nói tôi nói bà không hiểu, cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi, nghe. Tức là tao thấp. Còn cái lê dồ mày là cao. Đúng rồi. Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè. Thôi lớn chưa? Mà sung quá rồi. Thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha. Tôi có công chuyện tôi đi nha. Ê, đúng rồi mày tới nè. Lúc này bận quá ha. Bận lắm, bận. Bạn có việc là bạn rồi hả? Đâu có. Không có bạn như bà này mà công chuyện của tôi bận. Ôi, biết rồi, này bận lắm. Bận lắm. Đại gia. Hả? Đại gia đó. Đại gia cái gì mà đại gia? Đây nè, bà coi nè, tướng tá bây giờ. Bánh đau không? Ôi trời ơi, đã bắt kiến nữa, nãy giờ tôi quên giờ. Bắt kiến nữa nè, bắt kiến. Ê, bắt kiến một chọt cái đuôi mắt nãy sao trời. Ủa sao bắt kiến kì vậy? Trời ơi, vậy không thôi đeo làm chi? Để chơi vậy thôi à. À, cho biết mình đã ra. Vậy thôi. Ăn gì cái bụng nó bự quá. Cao quá. Thành ra nửa tháng này không gặp anh em. Không, công chuyện bận quá. Thì cũng có dư chút đỉnh nè. Vậy sao? Vậy hả? Mày cho tao mượn tao nên đi bác sĩ à. Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt nữa. Đi... Mệt bà quá luôn bà. Đó nghe nè. Dù gì? Ở đời sông có khúc người có lúc. Rồi. Lúc này tôi khổ lắm. Mà mùa mưa sắp tới nhà tôi bị dột. Đó. Thôi mẹ ơi. Tao đau đây, tao mượn tôi còn chết đây. Mượn tiền đó nó còn cho nó ở đó. Mượn cất nhà. Kia đi, để người ta nói chuyện. Người lớn nói chuyện. Nít đừng như nhỏ. Ta bạn bè chi kỷ chi cốt mà dạ. Hột muối còn cắn đôi mà. Nhưng mà hột đường đừng có ăn hết nha không? Nữa, cứ móc hồng tôi hoài à. Có. Ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi để tôi sửa lại cái nhà tôi. Cái gì? 20 triệu. Ba con người. Anh sao ơi. Thắng lại. Anh sao. Đứng đây là bà nội. Bà lố quá. Anh sao. Cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, vợ tôi thấy nó nghe đại gia cái nó ôm xiết kìa. Anh sao ơi. Chị bây giờ chỉ có một mình anh có thể giúp được cuộc đời em thôi anh sao? Cái gì vậy? Sao tự nhiên cấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời? Anh sao ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ. Thôi! Ân huệ gì? Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta em về em sang sửa cái quán em mà bây giờ á bán không được. Trời ơi, bây giờ người ta đòi thôi em. Mày ơi, mày xảo chưa, mày nghèo mà mày đẹp.
con tao nè già mượn nó còn cho đâu đó mày. Nè bà già, bộ nghe không có quyền đẹp hả bà nội? Khoan. Cho tôi nói cái. Hồi nãy ông bạn tôi nói là sông có lúc người có khúc. Đúng rồi. Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy? Bởi vậy. Thì tại nghèo mà. Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Sao? Khá thì thật sự là cũng có khá. Đó, thấy không? Tao mừng. Tiền thì không có cho mượn được. Ủa sao vậy? Tại sao? Không có tiền. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy trời? Chủ nông trại không có tiền hả? Chủ nông trại. Ủa? Ông biết vụ nông trại hả? Đừng có giấu tôi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, đồng bắt là nuôi con cừu nữa đó. Đúng rồi. Nè. Con cừu nữa hả? Đúng rồi. Con cừu mà đợi. Con cừu là con gì? Tao đâu biết hồi đó giờ đâu thấy. Con cừu đó có lòng lòng quăng á. Vậy làm chó chứ rồi sao con cừu? Thôi bỏ bệnh. Không phải chứ gì? Chị bà mệt cái bệnh. Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Ông phải không? Mày nghe, tôi mới biết cái thầy đi nghe. Bà trong ai đó. Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại, mày biết là mày qua mày lấy dài lấy. Bây giờ cái chuyện mà nông trại là, tôi có nông trại đó. Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói á. Bởi vậy tao anh giàu lắm á. Xin ra cho tao đứng gần này ông chủ nông trại coi. Không có tiền. Tao. Chờ. Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa. Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi. Không có tiền thiệt. Không có tiền sao mở nông trại? Không có tiền sao mở nông trại? Cái gì vậy trời? Mày làm gì á? Mày trồn quá tới đầu tao dữ vậy? Tại vì bà thấp quá tôi. Đây. Muốn coi nông trại phải không? Bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không? Tiền đâu mà cho? Bây giờ thì không cho phải không? Giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng. Nói bà đây. Anh nè, anh có một vườn nho đúng không? Trời có nho. Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè. Trời ơi, ha, mở rồi tiệm rượu mà không có tiền. Chưa, còn có một vườn gì à? Mắc ca tôi nghe nói là bán mắc lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô lận. Trời ơi, sao cái mắc ca là nó sẽ tay lên nó tầm mắc nai nữa. Nai gì bà nội? Mắc nai bán mắc lắm. Mắc nai là cái gì? Mắc nai ơi, xin đừng đi với em. Bà có thằng nào không? Nhỏ đó, khùng dễ thị đó. Chứ già có đây khùng khó chạy nghe. Vậy hả? Không có già chỉ có điên thôi chứ không có khùng. Khùng là mấy nhỏ đó hay khùng, chứ già thì chỉ có điên thôi chứ hay quên. Nè. Điên khùng để sao? Bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ mày không có để nhớ nữa. Nông trại đi. Nè, nông trại đúng không? Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi. Dắt đi coi. Được rồi. Cho anh em mừng thôi. Cho anh em mừng. Rồi, đây. Đi. Không đi đâu, đứng đây. Mở cái này ra là có liền. Dạ con rồi. Ở không có chết, tưởng đâu ai giật đồ không hả trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Bà cha của mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Để cho bà ăn sắp chết rồi. Cho bò ăn cái gì? Bởi vì bà nói bây giờ. Chưa là gì? Trời ơi. Vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn hả? Con có cừu không? Có. Có con cừu. Có luôn nữa. Con. Có trong cái đồng bắp không? Có luôn. Có luôn thấy chưa? Giấu hả? Quá trời không? Đó. Bởi vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lại sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không? Trời ơi, đã nói rồi. Một mình hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại. Trời ơi, còn còn giàu dữ nữa, trời ơi. Còn giàu dữ nữa. Trời ơi. Hai nông trại luôn. Thằng nhỏ bị lớn gì mà đã là chủ một trang trại rồi. Ủa mà sao này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha? Ê con, sao? Nông trại của con ở đâu? Mở ra cho coi đi. Cái gì? Bò chưa có sữa hả con? Cái le dồ nó thấp chủng mà nó khoái chơi lắm. Cho mấy nè. Là sao? Đâu con mở coi. Đâu, cái gì vậy? Mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không? Mày đứng ra tao coi chút coi. Cái gì vậy? Sao tao coi được? Đó, đây là bò của con nè. Trời ơi, đẹp, trời ơi, dữ quá. Có chảo của con nè. Ủa, là game hả? Game. Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Ủa, không có nông trại thiệt ngoài hả? Ở đâu mà ra? Ủa không có vườn nho hả? Thằng này nói. Ở đâu mà ra? Thằng này nói. Thằng nói là trong game đó ông nội. Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không có làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy ở trong cái máy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi
mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe. Tôi không có tiền bao nữa đâu nghe. Trời ơi trời, đại gia tôi mới đại gia thiệt là đại gia trong game. Trời ơi trời, bỏ vậy xạo xạo không à. Trời ơi trời, nghĩ sao nông trại ảo mà cũng bà già. Trời ơi trời. Quay trở lại phần ca nhạc ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng thả hồn mình và lắng động với những làn điệu dân ca. Quý vị thân mến, có chừng té. Không có, anh chèo thuyền đó. Rồi ơi, anh chèo quá, anh bỏ em xa đó. Ờ vậy thôi để anh chèo vô. Trở lại với em chèo đi vô. Thôi anh nhảy xuống bơi luôn cho rồi đi. Anh lên bờ. Quý vị thân mến, trong lúc Đình Toàn đang bơi thì Lê Khánh xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm dân ca ba miền. Bài hát này sẽ giúp chúng ta trở lại với những giai điệu quê hương trữ tình lãng mạn. Xin mời quý vị cùng đến với liên khúc dân ca ba miền qua phần biểu diễn của ca sĩ Lý Hải cùng với vũ đoàn Việt Hải. Thật to người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hồi trắng tròn, em đi xem hồi trắng tròn, áo quần hải gấm bành bao, nhìn lên trên trời ông trăng soi lên bóng em nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à. Sông Hương đường qua quý gia chờ đông ba ngư bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tóc thề trong vai nghiêng ngóng qua trang tiền, đêm trăng buồn trên bờn vẫn lâu, ngắm câu mái đầy dòng mãi nghe thảm sầu, bên đi bên nở ai mong chờ xa rồi mà lòng cứ quế đẹp mộng mơ, bên đi bên nở ai mong chờ xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mong mơ. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thắm thắm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu giang người em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi cánh sang sông, áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương người em
xuống đưa mắt cười em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Hầu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần nói sao cho vừa thương. Hầu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần nói sao cho vừa thương. Thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng có những hoài bão để cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không phải ai cũng dễ dàng biến ước mơ thành sự thật. Chính vì vậy chúng ta đừng bao giờ làm những điều gì mà chúng ta không muốn hay điều đó không phải là chính mình quý vị nhé. Chính xác, quý vị phải nhớ là xe còn phải là chính chủ mà. Cho nên chúng ta hãy là chính mình đúng không anh? Chính xác, hãy là chính mình để cuộc sống thêm ý nghĩa và vui tươi hơn. Chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm Hãy là chính mình, tác giả Võ Lê Văn Tùng, để chúng ta thấy được rằng thực tế không thể nào tồn tại nếu chúng ta cứ cố tìm hiểu, cố tìm kiếm những điều nằm ngoài tầm tay của chúng ta quý vị nhé. Danh hài đất Việt mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái với những danh hài, những nghệ sĩ và ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Tuột canxi. Những tiết mục được dàn dựng công phu mới lạ. Sao nhậu hoài vậy? Sao bà tát vậy? Tôi hên bác. Ngày như mọi ngày, hai vợ chồng này gây lộn hoài luôn. Lên vậy? Hai vợ chồng gây lộn hoài, sáng đến tối ăn cạo ké cho khỏi gây lộn. Con kiếm được ông thầy, ông thầy Ba Lơn núi Sập. Đúng, con giỏi quá, chỉ có điều là con ô môi thôi. Bởi vì ta là thầy Ba Lơn, ta có thể hô mưa gọi gió. Muốn kêu mưa không? Dạ. Ba nói cái nào là thiệt? Hồ pha lê thiệt ở trên cái áo nè. Bây giờ thầy muốn cái áo này đúng không? Thì từ từ con cởi. Tại sao mà mê tính gì đang tới mua cái móng ngựa 26 triệu? Tôi thua. Bà thua cái gì? Thua đê. Hả? Chưa nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo. Tuy tôi hay lúa, vậy mà lòng vui. Xa quê về thăm thằng cháu, sắp nhỏ thay tôi chăm nom bầy heo với gà. Tay sắt nách mang 20 quýt, bên đây bưởi xoài ngọt miệng tây. Quê hương tôi đó gửi thêm chút quà. Thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đưa cháu chê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc con đà tôi vào phố, đông vui quá trời bà con ơi. Khoai chiên bích tết thiệt là ngon ghê. Sàng sờ sàng sẽ công công liếu công xê 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 công xê. Sàng sờ sàng sẽ công công liếu công xê 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 công xê. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi sao quên mấy hương. Sàng sờ sàng sẽ công phố xá đông vui dạo quanh phố phường. Ngoài đường toàn xe hơi, người người xài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co gió mới thấy vui. Nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê. Tìm gì nỗi canh chua, thèm hoài mùi măng kho. Chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Cá kèo luộc rau sao mà mắc, trái mít heo qua chẳng muốn ăn. Dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Chú thấy không quen nơi đây, về quê mừng lúa.
Chúa nhớ dân ca quê hương lời ru ấm nồng. Chúa nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, tuy tôi hay lúa vậy mà lòng vui. Dạo quanh đường phố nhà cao như thế, đường xa như xê, đồ ăn thì mắc, trái cây thì heo, nhạc tây mưa lớn. Dạo quanh đường phố nhà cao như thế, đường xa như xê, đồ ăn thì mắc, trái cây thì heo, nhạc tây mưa lớn. Xa quê về thăm thằng cháu, sóc nhỏ thay tôi chăm nom bầy heo dơi gà, tay sách nách mang hai chục quýt, bên đây bưởi xoài ngọt miền Tây, quê hương tôi đó gửi thêm chút quà. Thấp thoáng xa xa lung linh nhà cao thành phố, đưa cháu chê tôi thôn quê gặp ai cũng chào. Lên chiếc hòn đà tôi vào phố, đông vui quá trời bà con ơi, khoai chiên bích tết thiệt là ngon ghê. Sàn sờ sàn sẽ công công liễu công xê 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 công xê. Sàn sờ sàn sẽ công công liễu công xê 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 công sàn. Trên đường lên thành phố lâu lắm hôm nay tôi xa quê mấy hôm. Sàn sờ sàn sẽ công phố xá đông vui dạo quanh phố phường. Ngoài đường toàn xe hơi, người người xài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co gió mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê. Tìm gì nỗi canh chua, thèm hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Cá kèo luộc rau sao mà mắc, trai mít heo qua chẳng muốn ăn. Dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Chú thấy không quen nơi đây, về quê mừng lúa. Chú nhớ dân ca quê hương lời ru ấm nồng. Chú nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, tuy tôi hay lúa vậy mà lòng vui. Chú nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo, tuy tôi hay lúa vậy mà lòng vui. Và Lê Khánh xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Danh hài đất Việt. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với Z Studio sản xuất. Trời ơi anh Đình Toàn, hôm nay sao mặc đồ mà sang trọng, lịch lãm, đẹp trai quá, đi tỏ tình với ai phải không? Trời ơi, tỏ tình với em hả? Đừng nha. Khánh, em đừng bao giờ nghĩ cái điều bậy bạ gì xúc phạm anh đó. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên làm tổn thương anh là sao chứ? Trời ơi, nè, hôm nay anh mặc đồ đẹp có vẻ sang chảnh như vậy, bây giờ anh muốn đi dự đám cưới bạc của anh chị anh. Wow, đám cưới bạc là kỷ niệm 25 năm ngày cưới phải không anh? Trời ơi anh nha, anh phát hiện là những người lớn như là ông bà, cha mẹ, cô chú, anh chị của mình á, thường thì họ đến với nhau và ở với nhau rất là lâu, ít nhất cũng phải hơn 10 năm. Cho nên anh có rất nhiều cơ hội đi dự đám cưới vàng nè, đám cưới bạc nè, đám cưới chì, đám cưới đồng, đám cưới kẽm rồi, đám cưới giấy rồi, rua đăng te nè, kim kéo. Anh ơi, anh kể kỷ niệm ngày cưới mà em tưởng anh đang làm thủ công mỹ nghệ hết chứ. Nghe nè, cái việc mà kỷ niệm ngày cưới là xuất phát từ nước ngoài anh ha. Đúng rồi. Nhưng mà em rất thích. Ôi ta nói nha, kỷ niệm ngày cưới thật là tuyệt vời. Bởi vì sao? Gia đình rất là quan trọng. Gia đình được gọi là tế bào của xã hội, mà tế bào có khỏe mạnh thì xã hội mới phát triển được, đúng không anh? Đúng rồi, mọi người thường nói như thế này, gia đình chính là trường học đầu tiên của mỗi người, và trong đó cha mẹ là những người thầy giáo đầu tiên. Nhưng nếu như bản thân cha mẹ cũng là những người không tốt thì rõ ràng việc dẫn dắt con cái đến với con đường xấu là một điều
không thể tránh khỏi. Anh Toàn nói là em nhớ đến một cái tiểu phẩm mà cũng nói về cái chuyện này rất là đau lòng mà chúng ta phải nhắc đến. Đó là con hư tại mẹ. Anh biết Lê Khánh nói gì rồi. Mời quý vị và mời Lê Khánh cùng đến với tiểu phẩm Móng Thần với sự thể hiện của các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Ngọc Lan, Ốc Thanh Dân, Hiếu Hiền và Đình Toàn Anh. Ủa, Đình Toàn Anh là ai mà nghe lạ quá vậy anh? Anh Đình Toàn. Ồ, rất là quen. Biết rồi. Thì tại vì ta đang kẹt mẹ ơi. Ta có tiền ta trả chứ tự nhiên ta có tiền ta giữ làm gì cho mang tiếng mắc nợ. Mệt ghê. Hôm nay xui quá. Biết rồi. Ta đã nói ta có tiền ta trả mà. Bây giờ mày đòi tiền đâu tao trả? Bực mình ghê. Ừ. Rồi. Con. Trời, con đang nói chuyện điện thoại mà. Là má của con. Trời xíu, chút gọi lại cho. Sao con giống má của má quá. Con đi đâu nãy giờ? Gọi điện thoại không bắt máy. Máy bận hoài, bận hoài. Để cho tôi đi kiếm, tôi già rồi. Đâu có sức đâu mà bắt tôi đi theo vậy. Hả? Má biết sao không? Tại vì vậy nè. Trời ơi. Con gọi dạ. Điện thoại cho ông thầy. Má dặn con kia đi kiếm ông thầy đó. Con gọi điện thoại cho ổng. Rồi có kiếm được người ta không? Kiếm được rồi má. Con kiếm được ông thầy. Trời, con mà nói thiệt. Phải ông thầy mà con nói không hay là ông thầy nào? Thầy Ba Lơn đó. Ông thầy Ba Lơn núi Sập. Đúng. Đúng ổng luôn. Con tìm được số điện thoại của ổng. Má biết là cực khổ tới cỡ nào không? Con giỏi quá. Trời, con má không giỏi cho ai giỏi. Trời ơi, con giỏi mà con đẹp quá. Rồi đúng rồi má. Chỉ có điều là con ô môi thôi. Cái ông thầy đó là có biệt tài hô mưa gọi gió. Hô mưa gọi gió. Điều khiển âm binh dương binh gì cũng được hết. Đúng, điều binh khiển tướng. Cái gì ông cũng làm được. Gặp ổng là cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy. Ổng đâu? Trời ơi, ổng nói một chút nữa ổng có mặt liền. Con thấy ông xui quá rồi. Má của con là bây giờ xui tận mạng. Mà má còn xui như vậy là cả gia đình ha. Đói, không có cơm ăn ha. Cho nên làm sao cho hết xui đây con nhìn nè. Mua vé số ha. Cũng không trúng nữa. Mua hết tờ này tới tờ kia cũng không trúng ha. Quýnh đề. Biên con nào quýnh con đó cũng không trúng. Trời ơi, cái gì cũng xui hết. Trời ơi, bây giờ làm sao? Con kiếm ông thầy cho má. Con phải làm sao? Ông xuất hiện liền cho má hết xui. Trời ơi. Trên kia mây xanh qua bao lao ơi bao lao. Hà Long ơi, mây đen nhiều qua. Mây đen nhiều qua chắc lẽ sẽ đánh chết cha luôn bây giờ. Hà Long vô duyên ba con ơi luôn Hà Long ơi. Hai bà nữa đâu ở cái đoàn hát nào vậy con? Ta vừa mới nghe một tiếng ru. Ta chàng tiếng ru với là cô nư. Nư ơi. Tôi đâu có ru. Không, ý ta nói là vì sao nư ru. Nãy giờ tôi có ru. Ta hỏi lại một lần nữa, vì sao mà nư ru. Là sao con? Không có ru. Chết. Vì sao ổ rủ? À rú, có tiếng rú. Có tiếng rú, hiểu không? Tiếng rú. Rú. Nghe tiếng kêu rú, thầy lập tức xuống ngay. Cứu dân độ thế. Thầy Ba Lơn núi Sập, thầy cứu con. Con xui quá rồi thầy ta ơi. Đi về. Ta đi về. Đây này, Ba Lơn đây. Ba Lơn đây. Ôi trời ơi, chứ đây là ai? Ba gì? Ba Lơn rưỡi. Thầy ơi. Con này là ba lợn chứ ba lơn cái gì? Vậy đó hả? Ba đây mới là ba lơn. Thầy. Thầy cứu con. Cái gì vậy? Đừng có điêu, đừng có keo. Đừng có điêu, đừng có keo. Đừng có điêu, đừng có keo. Đừng lên từ từ, có chim mà nói chuyện. Thầy nói gì vậy? Thầy nói. Đừng có níu, đừng có kéo, hội tụ quần. Đừng vô duyên, vô duyên. Ta không có nói cái về sao? Ta cho nên là đừng lên mà nói chuyện. Chứ ta không có nói cái chuyện bị tụ quần. Nãy giờ đâu có níu cái quần đâu mà tụt. Rồi đứng lên nói chuyện, đứng lên nói chuyện. Dạ. Dạ thầy ơi, con nói thầy nghe là bây giờ con xui quá rồi. Cho nên á, thầy có cách nào mà thầy giúp cho con xả xui đi. Chứ bây giờ thầy ơi, thầy có nghe con nói không thầy? Ta vẫn nghe. Bởi vì ta là thầy Ba Lơn. Ta có thể hô mưa gọi gió, phong vũ bất kỳ, lúc nào ta làm cũng có thể được. Tránh ra ta gọi gió nó thổi tới bay bây giờ. Thầy gọi được gió luôn bây giờ hả thầy? Ta gọi gió liền là tức cho ngươi coi. Dạ. Gió ơi, về đây.
Gió ơi, về đây. Gió hơi gió, đừng hôn lên tóc em. Gió hơi gió, đừng hôn lên má em. Gió ơi gió, đừng nói là em yêu anh. Hát nghe chơi thôi, chưa có gọi, bây giờ mới gọi. Có gió, có gió. Có gió. Mát không? Mát. Có gió. Hay quá thầy ơi, hay quá thầy gọi gió là có gió liền. Gọi gió là có gió, muốn kêu mưa không? Dạ, muốn kêu mưa không? Dạ. Ướt mặt chưa? Mưa đó. Trời ơi hay quá thầy ơi, chỉ có thầy mới làm được điều này thôi. Hay quá. Ta bước vào trong căn nhà này, ta cảm thấy một cái bầu xu quế. Không có cái xu quế nào ở đây hết thầy. À, một cái bầu âm khí đó cái năng nè. Riêng nữ, ta có cảm giác rằng trên gương mặt của nữ, cái mặt của nữ nó có một cái quần. Mặt của nữ nó có một cái quần. Cái gì thầy vậy? Ơi, cái này con hiểu nha. Thầy nói với má con vậy là không có được đâu á. Tự nhiên thầy nói mặt má con có cái quần. Vai. Trời ơi, người ta là phụ nữ mà thầy nói chuyện kỳ quá à. Vai, ta đâu có nói thô tục như vậy. Ý ta nói là cái ba này nè, trên cái mặt ba nó có một cái quần. Cái mặt có quần thâm. À đó, đúng rồi. Tự nhiên ta nói tới đó ta bị ngắt. Ta không nhớ ra được cái chữ thâm. Thành ra chỉ nói được có cái quần thôi. Thầy rất kỳ quá. Đương nhiên là cái mặt của con nó không tươi, con mắt của con là nó có quần thâm. Lý do là làm sao con xui quá, con không có ngủ được. Đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ làm sao cho hết xui. Bây xui giờ quá. Thầy có cách nào đó, thầy biến cho con được có cái quần nữa. Được rồi, có gì khó khăn đâu. Ra tiệm thuốc tây, mua một bơm thuốc ngủ về uống, bảo đảm một tuần sau chưa tỉnh. Đúng rồi, không tỉnh mà đi luôn đó thầy. Bây giờ thầy ba lơ ở trên núi sắp ta cười gió xuống đây. Ta thấy nữ như vậy ta cũng rất là đáng thương. Ta sẽ giúp cho nữ. Trợ lý giới thiệu sản phẩm bắt đầu. Xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình 60 giây giới thiệu sản phẩm. Dân, trên tay của tôi là gì? Là gì đây? Đó chính là cái móng ngựa. Đó. Và đây, móng ngựa này sẽ giải xui cho gia đình nào đang cần tới. Cái gì mà cục lùng như con kia? Nó dài vậy mà như thế nào? Nói một cái bài thiệt là hoành tráng. Nói một bài thiệt là dài. Sao mà nói có ba câu là hết vậy? Nói vậy cho gọn đi. Phải nói ngủ không? À, đây là móng ngựa thần. Ông tổ của thầy tôi á là cái người tắm ngựa cho Hấu Tất Sụi. Mà Hấu Tất Sụi là ai? Cháu nội ba đời của ông Hấu Tất Liệt. Hiểu chưa? Rồi thời gian thấm thoát cho đi. Ông tổ tôi là gì? Tấm lòng từ bi, không muốn thấy cảnh đau thương máu nhuộm này nọ nữa. Cho nên nhân lúc sợ hở đã khựi mất một cái móng. Có ngựa mà không có móng thì làm sao mà đua. Và trên đường đi chiến trận đang cưỡi ngựa, nó dậm phải con sỏi, té xuống bể đầu. Ngay kể cả chủ của nó là Hấu Tất Sụi đó cũng bị chấn thương sọ não mà chết. Bắt đầu từ trận chiến đó là quân Nguyên đại bại. Trời ơi, sử thi ca ngợi cái móng này mà nhờ thánh tổ nữa. Trời má ơi, vậy là đúng rồi, cái móng ngựa này là nó quý dữ lắm đó má ơi. Trời, bà có biết vì sao gia đình của bà gặp toàn chuyện xui xẻo hay không? Vì sao vậy thầy? Bà nhìn ra đôi gì bên kia đường mà đi. Dạ không thấy gì không hết. Dạ không. Trời đất ơi, cái nhà hàng xóm nó treo cái gương tổ bà nói gì vậy bà không thấy à? Đứng mà đây soi gương còn nặng mụn được nữa đó. Bao nhiêu trong hồn cô hồn các đảng nó ập vô trong nhà bà hết. Biết rồi, đừng có nói nữa. Từ từ tôi nói chuyện với chủ nhà một cái rồi tôi nói chuyện cho bà nghe. Đừng có kêu, đừng có reo, chút xíu nữa cúng cơm cho ăn. Ừ. Thầy nói gì vậy? Dạ. Trời, thầy thấy luôn đó hả? Chỉ cần cái móng ngựa của tao treo trước cửa thôi là cái gương nào nó cũng bể. Bởi vì sao? Ngựa nó đá bể gương. Vậy hả thầy? Ừ. Trời, má ơi má ơi, mua đi má, mua đi má. Dạ con mua. Được, bà làm điều đó là tốt cho gia đình của bà. Ta thấy thương bà, ta sẽ để bà giá thiệt là rẻ. Dạ, bao nhiêu vậy thầy? 30 ngàn con có. Đi về. Đi sao 30 ngàn? 30 ngàn không đủ tiền ta gửi con voi ngoài bãi nữa. Gửi bao nhiêu thầy? Con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Nhiều à? Dạ 300. Về nữa. Nghĩ sao 300 ngàn? 300 ngàn không đủ mua mía cho con voi ăn từ đây về tới núi Sập. Chứ mấy nhiêu thầy? 30 triệu. 30 triệu? 30 triệu. Có một cái móng này thôi mà 30 triệu. Trời. Cái móng này là cái móng của con ngựa của ông Hồn Tất Xui. Về gì mà tìm được nó? Về con. Trời ơi má, nhà mình má không có về đâu hết trơn. Về đi rồi nhà tán gia bại sản. Cái gì đen đuổi nó ập tới lúc đó đừng có tới thầy tôi để gặp Hoàng Giang. Ơi, trời ơi, 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 đừng ma, đừng ma, đừng ma. Ơi, đừng có giận ma khổ ghê vậy đó.
không có phải tại tôi đâu. Tại vì hai má con nhà này không có chịu mua. Bây giờ là muốn đập phá cái gì đó thì anh Binh cứ việc đập nát nhà bà này rồi. Đừng liên quan tới tôi. Đập đi, đập đi, đập đi. Đập. Ê con điên, mày làm cái gì vậy? Đập. Tao kêu anh Binh nó đập căn nhà này chứ phải kêu mày đập đâu. Trời ơi, anh Binh. Tao ngồi đi mà, không có ai đập đâu mà, đừng có làm như vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm như có ai đang bổ đầu con. Trời ơi, đúng rồi. Anh yêu con. Đi Sanda. Đi Sanda. Đi Sanda. Mày cứ dọc kia đi Sanda đi. Đừng mà, Sanda, Sanda, để tao kéo nó ra. Để tao kéo nó ra. Kéo phù, kéo phù, kéo vậy. Ông nắm cái đầu lên xong kéo. Dòng dòng đó. Để Sanda nó dọc cho bà dần. Kéo phù. Trời ơi. Như réo gọi chờ chực rước con về. Ê, tao biết cái tuồng này, tao biết cái tuồng này. Lan nhà điệp. Nhưng mà mày hát ghê hơn con Lan. Nhưng mà hát hay Dương Lan, tôi đi làm ca sĩ rồi. Ừ. Tại sao cái gì vậy? Tao tiếp rồi. Ây à. Trời ơi, má ơi. Má mua cái móng ngựa. Cứu con đi má ơi. Nằm lôi ra đi. Con coi này. Con dính bệt má. Thôi được rồi, má mua tỉnh đi con. Má chưa mua bây giờ má mua nè. Má trả tiền đi rồi cũng mới tỉnh được. Ôi, bà mà không mua lẹ, mấy cái dòng nhà này nó giết con bà trước, sau đó nó bóp cổ nó giết bà luôn. Trời ơi, bây giờ mua, nhưng mà vấn đề là bây giờ cả nhà không biết là có bao nhiêu tiền đây nữa hả. Bây giờ à, trời ơi, thôi bây giờ thầy ơi bây giờ con nói sao? Nghe nè, thay vì bây giờ con trả tiền mặt cho thầy á thì bây giờ con trả bằng hiện vật được không? Hiện vật đúng không? Được. Cái gì trong nhà con có cái gì quý giá là con đưa thầy hết nè. Con đưa cho thầy bộ bàn ghế đá này luôn nha. Rồi con đưa cho thầy cái xích đu gỗ này luôn đây. Cái cây này với cái cây bển, hai cái cây đó là con cho thầy luôn. Bây giờ là thầy đi chu du khắp mọi nơi đúng không? Thì bây giờ thầy xách theo cái bàn đá lấy ba cái món đồ này về tới ông nội tôi ha. Nó tiện lắm á thầy. Thầy đi chu du thì thầy xách cái bàn đá này theo. Khi nào thầy muốn ăn cơm thì lấy cái bàn ra thầy ngồi, thầy ăn tiện quá khỏi phải vô quán. Rồi tiếp, khi nào mà thầy nắng quá thầy ra thầy lấy cái cây này nè thầy trồng xuống, xong rồi thầy núp trong này mỗi người một cái cây cho nó mát. Rồi tiếp theo nữa, cái bữa nào á thầy buồn hai thầy trò ra đây ngồi lắc xích đu, sau đó đầu tuần đi tiếp. Như bà này không, gia đình này không phải nhỏ này bị bệnh mà bà đã cái bệnh. Nó nghe ta trên núi sập xuống vậy mà ta cứ tưởng cái núi nó sập đè bà không đó. Má con nói má nghe, con đang xỉu đó mà con thấy những cái sự vô lý của má, con phải ngồi dậy con giải thích cho má nghe luôn. Không phải con. Trời, má nghĩ sao vậy? Má kêu thầy lấy mấy cái này đi, tiền má không có đưa cho người ta mà mấy cái này cũng mất tiền. Bây giờ mình có bao nhiêu thì mình cộng lại rồi mình đưa cho thầy chứ. Nếu như bây giờ mà bà nghĩ rằng bà tiếc tiền qua bà không muốn cứu con gái bà, cứu gia đình bà về nuôi. Thầy ơi, trời ơi, thầy đừng có giận má con. Ôi đau lòng đức từng đoán rủa. Không thuộc khúc sao? Nó nghe bà ca là biết hai má con rồi, hát giờ đều. Thầy ơi, bây giờ thôi được rồi, tôi đưa tiền cho thầy. Vậy đi. Con nghĩ là đâu đó được chừng đâu 25, 26 gì đó triệu thôi à, chứ không có được đủ 30 đâu thầy. Thôi được rồi, bây giờ 25 triệu đúng không? Dạ. Bây giờ còn cái gì? Nè, cái đôi bông tai bà hôm son chiếu qua trời kia lấy ra đi. Trời ơi, này đồ giỡn thầy ơi, mua ngoài chợ Bến Thành đó có 20.000 đôi à. Ai mà đem cái nhóm kia? Ơi, cái này chợ Bàn Cờ có 30.000 hai cái hả? Trời đất ơi, sao má không mua cùng chỗ mà đi chứ nhiều chợ cực vậy? Trời ơi, chỗ nào rẻ mà mua con ơi. Qua ra người đem ba xe đôi da. Đôi da. Đâu có thầy, cũng có cái trên người con nó thiệt, thầy nói vậy xúc phạm con rồi. Bà nói cái nào là thiệt? Đây nè, hộp thiệt, hộp pha lê thiệt ở trên cái áo nè. Cởi áo ra đi. Từ con cởi. Ê, má ơi. Làm cái gì vậy? Tỉ liệu. Làm cái gì vậy? Đó bà cởi áo là tôi ói nè, Lại là bây giờ có nhiêu đây thầy có lấy được không? Có nhiêu sao đó bấy nhiêu. Trời đất ơi, nhìn sang trồng đẹp đẽ quá. Mà đôi lúc nay 10.000. Nhận 30.000. Thấy trân trọng á, trân trọng. Trân trọng. Trân trọng vậy. Quỳ xuống. Giang ra tôi đưa cho. Bây giờ má hay con? Dạ má. Rồi má quỳ xuống. Mặt thành tâm lên coi. Cái mặt thiệt là bé thành tâm coi. Tay đâu? Ừ. Đó. Rồi. Kính cẩn nghiêng mình chào nó. Một ngày cung cơm cho nó 3 lần. Tôi trước khi đi ngủ nhờ lấy ra hung nó một cái rồi mới được ngu. Cái móng ngựa đâu có khác gì con hung chân con ngựa thầy. Có gì ghê gớm đâu. Khi nào tôi ban cho bà cái đuôi con ngựa, lúc đó bà hung cái đuôi con ngựa khác nào bà hung cái đít. Tê nhi không nên nói ra. Dạ hiểu rồi, con hiểu rồi. Đi thôi, về nuôi. Nè đỡ hơn thầy. Trời ơi,
búp bê sàn gỗ. Đâu ra đây? Ai đây? Ai đây? Ai vô mà xúc phạm nhân sắc của ta vậy kia? Còn tôi hỏi ở đâu ra đây? Nuôi sắp mới xuống. Rồi về đi đâu? Về lại nuôi sắp. Đi đi. Thành ra tao mới đi được chứ. Làm cái gì mà cản đường tao hoài vậy? Nói cái gì? Làm cái gì mà cản đường tao hoài vậy tranh ra? Nói cái gì? Làm cái gì mà cản đường tao hoài vậy tranh ra? Nói thì vậy tôi không có nghe được để mà tôi tránh đường cho đi đâu. Làm gì cản đường hoài vậy? Tranh ra. Hết hồn luôn, trời đất ơi, mới dởm đây cái thục xuống đây cái gì hết hồn à. Tao thầy Ba Lơn, đây, cho ly ta, Ba Lơn. À, trời ơi, đây là thầy Ba Lơn, thầy Ba Lợn. Đúng, Lơn, Gia Lơn. À, Lơn Lợn ở núi Sập xuống phải không? Đúng vậy. Trời đất ơi, tôi nghe tiếng quá trời luôn. Nghe đồn là mấy thầy là đi bán cái móng gì mà trừ tà, trừ yêu. À, móng heo đúng không? Nói bay, cái móng con ngựa. Ờ, biết rồi, móng con heo. Rồi rồi, tao đâm một cái lại lòi là hồng bây giờ nghe chưa? Nghĩ làm sao mà cái móng con heo, móng con ngựa, móng con ngựa. Có chết tao vẫn nói móng con heo. Móng con ngựa, con hột tất xuôi. Chào ba đời con hột tất liệt. Ông hột tất xuôi, ông cưỡi cái con ngựa nó ra trần. Sau đó gỡ cái móng con ngựa truyền lại tới bây giờ. Chứ nghĩ làm sao ông cưỡi con heo đi quánh giặc. Không có biết lịch sử. Nhưng mà ai mà cưỡi con ngựa mà đi đánh giặc? Con ngựa là con gì? Con ngựa là cái con... Rồi. À, con ngựa đúng không? Đúng vậy. À, hai thầy nghe đồn là coi như đâu hồi hôm gì hai thầy cũng qua nhà coi như là ông bà Sáu ở bên cồn ở bên kia đúng không? Có mà, đó là người ta cũng diễn tả có ba lơn ba lợn gì đó, trời ơi, như hai con cúp bế vậy đó, đi qua bển bán móng ngựa đúng không? Nhớ không, ông bà Sáu cái nhà mà có hai cái bụi tre cao thì cao đó. Ốc bà. Đó. Sao đúng rồi, không ba bụi lận. Ba bụi đúng không? Ừ. Rồi nè, báo đi, hôm nay chỉ còn có hai bụi thôi. Ủa, một bụi người ta mới đốn trụi rồi. Sao vậy? Hai ông bà đó cũng nói là hai thầy qua bển bán cái móng ngựa gì đó, đúng không? Rồi xong rồi hai ông bà đó về rửa ra mới phát hiện là nó làm cái cục sắt gì đó rồi nhuộm màu lên rồi kêu là đồng đen gì đó. Rửa ra tay chân nó dính vậy nè. Thế là hai ông bà rồi ngồi chặt tre rồi giót nhọn sẵn hai cây. Chờ hai thầy ở bên cồn á, nói là gặp hai thầy đâu nó xiên một phát từ ở dưới lên trên đỉnh đầu. Ê cha, sai vợ chồng rồi giống thanh dâm quá vậy? À. Ta nói cho Nam biết cái chưa? Nam vô, Nam nói qua trời nói luôn. Nam có biết không? Là trên gương mặt của Nam nó có một cái quân. Một cái quần là cái là gãy răng nghe chưa, tao đang mặc cái quần là ở dưới chân chứ quần không ở trên mặt nghe chưa? Không phải đâu mình ơi, cái quần thâm của con mắt. Đúng rồi, quần thâm mà tao chưa kịp nghe ra cái chữ thâm, tao mới nói tới cái quần thôi. Rồi rồi thầy có biết là trên mắt của thầy cũng có hai cái quần dữ lắm không? Cái quần gì nè? Cũng quần thâm lắm mà tại thức đêm đó nè. Bây giờ người ta là đi tố cáo hay rồi ra hai thầy đi ra ngoài là công an hốt hết đó. Ủa, mắc gì tố cáo tôi, trời vô duyên vừa phải đó nha. Ê cha già, nãy giờ tôi nhận năm nha nội tự nhiên xong xỏn vô vạch mặt tôi là sao hả? Ông muốn cái gì? Ông muốn sao? Cái gì? Ông là ai trong căn nhà này hả? Hả? Thầy nói được tiếng bình thường hả thầy? Tôi làm được, giận quá nói bình thường á. Nè, thầy tới đây á, không có thầy bà gì trong trời á, giờ làm sao, giờ muốn cái gì hả? Vừa phá đám. Ê mày là quân nào mày hả? Mày là cái băng nào? Mày là cái nhóm nào? Mày từ núi nào xuống hả? Dạ, dạ. Bây giờ mày giật mối làm ăn của tao mày. Dạ, dạ, nha, tao chém nha. Ê, tao chém nha. Trời ơi, kiếm mũ cha nội ơi, kiếm mũ nè, thấy không nè, tôi ta giới thiệu tôi là chủ của cái nhà này đó. Trời đất ơi, chồng bà này, ba ra, con kia kìa, thì ra đây là chủ nhà. Ơi, trên mặt con có một cái quân. Tao chặt tay hả? Nè, liệu nghe, mà đi ra ngoài rồi công an người ta hốt nghe chưa? Hốt gì? Nè, thầy tới đây lường gạt vợ tôi đúng không? Lường gạt gì? Bán ba cái móng ngựa gì đó bậy bạ là đồ dởm đồ gì được kêu trừ tà trừ yêu gì đúng chưa? Làm gì? Ý bà muốn chứ bộ, chứ làm đâu phải một mình tôi đâu. Đâu phải một mình tôi, tự nhiên tôi nghĩ ra cái chị vô nhà này. Ê dạ. Ê, ông đâu là chủ nhà này đúng không? Đúng rồi. Chồng có bà này đúng không? Đúng rồi. Cha của con quỷ ô mai đó đúng không? Con quỷ ô mai đâu rồi mày? Ô mai xí mũi ra đây mày. Còn dưới gốc cây, đi ra đây. Ô mai xí mũi. Lan đi ra đây. Mày ra đây. Ra đây xí biểu. Đây. Trước mặt ba má mày nè, mày nói đi. Có phải do mày không? Tự nhiên ha, tôi nè, tôi đang tắm heo. Tự nhiên xỏ xỏ nó sập nhà tôi. Ê cha nội. Còn tôi thí heo. Bị thúi móng không? Chặt giùm cái móng đi. Cái xong nhuộm đen vô, rồi gắn thêm chút đỉnh vô, làm móng ngựa qua bán cho má tôi lựa tiền ăn chơi. Đó, hỏi con đi. Đúng mày. Mày chối mày. Có mày nha. Mày vô mày xúi tôi làm nha. Tin nhắn của mày nhắn tao, tao còn để rõ ràng với mày. Mày cũng ham tiền chứ bộ. Ê, tiền ham ham mày. Đừng phải đi. Có không? Hả Lan? Có không? Trời có không? Có. Tại sao vậy con? Trời. Tại sao vậy hả nè? Hôm qua ba đi qua nhà dì Sáu ở bên kia cồn á, người ta máng vốn người ta chửi quá trời luôn. Nói là mày kết hợp với hai ông thầy á, đi qua lừa bán cái móng ngựa 6 triệu đồng. Bà mua cái móng ngựa bao nhiêu? 26 triệu. 26 triệu? Trời đất ơi, hai cái thằng thầy đó đâu rồi? Ba lên ba lỡ. Nó chạy mất rồi. Cái gì? Nó chạy rồi. Yên tâm, nó đi không có thoát đâu. Vợ chồng chú Sáu đứng sẵn ở ngoài đó rồi. Nghe nè,
À! Thiếm sáo để lấy một cây tre sợt thằng Ba Lơn từ đầu tới đích. Nghe nữa. Dượng sáo đã lấy một cây tre sợt thằng Ba Lợn từ đích xuống đầu. Yên tâm đi, cũng đã bị tấm hết rồi. Rồi, còn mày, nói tí nghe. Tại sao hả? Toa đập đi về lừa cha, lừa mẹ, lừa bà con dòng họ. Nói. Thiếu nợ mới làm vậy. Thiếu nợ? Sao mày thiếu nợ con? Đánh bài. Đánh bài? Trời đất ơi, con gái người ta chơi nhảy dây, banh đũa, thảy gạch, mày đi chơi đánh bài. Ôi, banh đũa không được. Ba ơi, tí ơi. Con cái vậy là chết rồi. Vậy còn bà, tại sao? Tại sao mà mê tín dị đoan tới mua cái móng ngựa 26 triệu? Tôi thua. Bà thua cái gì? Thua đê. Hả? Anh Đình Toàn, con gái lớn lên phải làm gì? Lấy chồng. Hay quá, con trai lớn lên phải làm gì? Lấy chồng. À, cái gì vậy? Lấy vợ. Trời ơi, hết hồn hết vía. Em quen tưởng miệng. Ai cũng như anh chứ. Đâu ra. Trời thôi, vậy thì á, mẹ vợ thì gọi là gì? Mẹ vợ. Hay quá, rồi mẹ chồng gọi là gì? Chồng mẹ. Gì? Thì mẹ chồng. Anh, em hỏi cái gì quầy vốn vậy? Em hỏi dễ như vậy em anh còn trả lời sai, làm sao anh có thể làm những chuyện lớn được chứ. Vậy bây giờ nha, mẹ vợ, mẹ chồng gọi là gì của nhau? Xui gia. Hay quá, xui gia đúng không? Mà nếu như xui gia hòa thuận thì con gái được nhờ, con trai được nhờ. Mà nếu như xui gia hụt hạc thì sao? Con cái rất là khổ tâm đúng không anh? Đình Toàn biết rồi, quý vị biết tại sao Lê Khánh lại hỏi lòng vòng giữa những cái chuyện vợ chồng rồi cha mẹ xui gia không? Bởi vì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh chuyện xui gia. Chuyện xui gia là chuyện của hai nhà. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng là mẹ cha. Ăn ở thuần hòa muôn thuở lưu danh. Biết ta biết mình tốt lá tốt nè. Và vô duyên mắc dịch. Ta hát rồi cũng hát theo. Hát mày lại hát leo nữa. Trời ơi ai thèm. Miệng ai người nấy hát. Tôi hát kệ tôi, mắc giống gì bển rụt rịch vậy. Ủa vậy sao không hát cái bài khác, lựa ngay cái bài người ta đang hát rồi hát leo vô. Đồ thứ gì đâu. Thứ gì là thứ gì? Cái thứ ông á chứ cái thứ gì. Sao không nói chuyện với ông nữa. Tôi đi vô. Ca cái bài là ca cho vui vậy thôi. Chứ bà đừng bao giờ bà có một cái ý nghĩ trong đầu bà. Đừng bao giờ bà nhen nhóm bà le lói trong đầu bà. Một cái chuyện là tôi sẽ mừng xui với bà. Trời. Không có đâu. Tôi nói thiệt nha, tôi mừng xui với bà là tôi xui ghê lắm luôn đó. Gì? Nói nghe mắc cười quá. Cái mặt ông dày mà nghĩ sao tôi mừng xui với ông. Tôi chỉ mừng xui với những người quyền cao chức trọng, đẹp đẽ, cao sang, vọng trọng, chứ không phải như ông. Thôi đi vô đi, dòm dòm gì? Dạ không thích vô, ủa nhà tôi muốn đứng được không nè. Đó tôi đứng tôi xịt nước vậy nè được không? Ê nha, xịt văn một hộp nước nè qua nhà tôi nha, tôi bắt bà qua bà lao nha. Sân này sân chung. Bội à, thằng Đực đâu rồi? Đực à. Mày làm cái gì vậy con hả? Mày thấy tía mày không? Suốt ngày tía mày phải chăm lo cho mày, canh chừng mày, rồi con phải đối địch với cái nhà hàng xóm kia nữa. Mày chưa vừa lòng vừa dạ sao mà bây giờ mày gặp mặt tía mày không thèm dòm, mày dòm qua bên đó, mày ngó ai bên đó, mày nhìn cái gì bên đó, có cái gì cho mày nhìn hả? Cái nào đây? Mén của con. Thôi con ơi, thôi con ơi, mày bỏ cái con đó qua một bên giùm tao cái đi. Mén mộng gì? Không có con này mình cưới con khác. Con nào giờ tía? Tía nghĩ coi, từ ngày tía với bác Tám gây lộn với nhau á, con với tình cảm của con với em Mén á bị đứt đoạn rồi đó. Bây giờ tía coi nè, bác Tám xây cái hàng rào gì nè, giờ sao con nhảy qua vợ? Mày qua làm cái gì bên đó hả? Kiếm mén. Mén mộng gì? Tao nói dẹp, không có con đó, mình lấy con khác. Vô cắn lưỡi tự tử. Tao thôi là con ơi, thôi mà tao nói mày thôi nghe chưa, đừng có làm mấy cái chuyện đó nữa. Bên kia người ta không có ưng rồi thôi, bên đây mình cũng đừng có làm kiểu đó, người ta kêu mình luồn cuối. Tía làm như tía hay lắm vậy. Hồi đó đó sao
Lúc mà tía đó, tía cua má con đó, tía cũng trồng cây si bên nhà của má con đó. Ông ngoại tạt nước sôi mấy lần rồi mà tía cũng lì, mày chưa về mày đâu. Trời đất ơi, mày hỗn láo hả mày? Hồi đó tao mà không trồng cây si bên nhà ông ngoại mày thì làm sao bây giờ nó ra cái trái si là mày hả con? Mày biết gì sao không? Mày biết gì sao mà nhà bên kia người ta đuổi mày không? Bị mày vô duyên quá. Mày mở miệng ra nó vô duyên bà cố luôn đó, hiểu không? Tía, con nói thiệt với tía nghe nha. Sao? Tía hỏi khắp cái xóm này đi. Ai cũng nói là con giống tía hết á. Thì đó, con cha. Gì vậy mày đây? Mày nói gì mày? Ý mày nói tía mày vô duyên hả? Trời thằng quỷ, thằng quỷ, thằng quỷ. Mày tin không? Tao quánh mày nè, mày tin không? Dạ, dạ. Mày đi đó. Bình tĩnh. Trời ơi, cứu với. Mày qua đây. Dạ không? Trời ơi là trời ơi, ngó xuống mà coi. Đẻ chữa tới nơi rồi mà ồn ào dày sao mà chịu được. Tôi nói đàn bà con gái mà không có nên nết. Già từng tuổi này rồi bây giờ có chữa làm chi mà đẻ không biết nè. Ai có chữa? Thì bà mới nói bà đẻ chữa đó. Trời, ông bởi vì cha già vô duyên thúi. Tôi á là tôi nói con Mỹ Lệ Tuyền của tôi nó đang có chữa. Trời ơi, nó sắp đẻ rồi mà hai cho con ông rần rần như vậy thì làm sao mà nhỏ đủ sức khỏe, đủ tâm lý để đẻ. Đâu nhà bà có thêm con nào con Mỹ Lệ Tuyền nữa vậy? Chó. Gì? Con chó à? Con chó mà đặt cái tên sang chảnh vậy đó hả? Con chó mà tên Mỹ Lệ Tuyền. Tôi xin lỗi bác Tám nha. Tại nãy con nghe không có rõ. Chó đẻ mà không tưởng đâu bác Tám. Mà thiệt, mày nói cũng thiệt, mày cười cũng đúng. Trời ơi, tao quá chồng 7 năm rồi con. Giờ mà tự nhiên có bầu nó kỳ lắm. Thiệt mà. Ê, mày chửi tao đó hả? Ê, mà tao quên nữa, ai cho phép mày đi qua bên cái sân nhà tao hả? Dạ. Ai cho mày bước qua cái hàng rào này? Đi về. Dạ con từ con về. Phong. Cái gì vậy? Đáng lắm. Con ngài nó sái đằng sau luôn nè. Con bị trúng cái chỗ nào rồi hả con? Dạ không phải. Phải chăng cái hàng rào nhọn nhọn này? Trời đất ơi, bà bẫy con tôi đúng chưa? Bà gắn mấy cây nhọn nhọn này lên cho con tôi bây giờ. Dạ. Tôi nói cho bà biết nha, con tôi nó mà bị cái gì nghe, tôi mà bị tuyệt tự tuyệt tôn nghe, là bà chịu trách nhiệm nghe không? Bà đẻ cho tôi đó. Cái gì? Tí kia tôi đẻ cho ông. Ông mắc cười quá vậy. Chứ bây giờ bà làm con tôi nó bị cái gì nghe? Không biết, còn y nguyên à. Chứ sao mày bụm vậy? Tét cái quần. Tức là cái quần mày nè. Đi vô thay quần lẻ lên con ơi. Tí ơi, không biết không tí. Người ta không có biết đâu. Mày làm vậy người ta mới biết là mày tét quần đó. Dạ. Bởi vậy tội nghiệp. Không có tiền mua cho nhỏ được cái quần xịn nữa. Vậy mà đòi làm xui bên đây. Thiệt. Chán gì? Ai nói với bà tôi đòi làm xui bên đó? Bà dẹp mộng đi, đừng bao giờ nuôi ý nghĩ đó. Tôi nhìn cái mặt ông là tôi biết ông có một cái ngu đồ trong đầu. Ông là ông sẽ làm xui với tôi. Ông đem thay qua đây dụ dỗ gái nhà tôi. Ông nhìn lại nhà ông đi. Nè, nhìn lại đi, nhà tranh vách nát mà đòi làm xui với lại nhà tường hả cưng? Thứ gì khinh người. Trời. Cái đồ đàn bà mà bà sao? Mà gì? Mà tóc quăng. Đồ đàn bà không được tóc quăng hả? Còn đỡ hơn ông. Đồ cái thứ con trai già mà. Sao? Trai già mà. Trai già sao? Trai già mà tóc bạc. Vô duyên. Ê, tôi với ông là vô duyên đệ. Trời ơi, chuyện tình cảm của nhà lá và nhà giàu cách nhau bởi một hàng rào. Ôi thiệt là tào lao. Nhớ em mén quá à, mà không dám bước qua nhà. Mẹ người là mén. Trời dường như hiểu được lòng người, mưa xối xả. Ý, anh được. Trời đất ơi. Ướt hết rồi hả? Không sao. Có ước mà gặp em cũng thành khô. Xin nữa. Xin lỗi nha, em còn lấp tay. Không sao, em có tưới nữa cũng không sao đâu em à. Mẹ, xin qua một bên đi. Vũ gì? Anh nhào quá. Ê! Hôm qua tét hết cái chưa tởn hả? Hôm qua, hôm nay là chuyện hôm nay. Ý! Hả? Giá lại chưa? Giá rồi. Nhảy đi. Hai! Trời ơi, dữ vậy ta.
Còn Nguyên không? Còn Nguyên dạ. Trời ơi, quen của cô em nhớ anh quá. Anh nhớ em quá mén, nhớ em quá mén rồi. Trời ơi. Thương quá, thương quá, thương quá. Thôi anh về đi. Lãng nhắc vậy trời. Tự nhiên kêu người ta qua rồi cái đuổi người ta về. Không phải, em sợ là hả? Tía của anh với má của em mà thấy được là la tụi mình chết luôn á. Bởi vậy, má của em kỳ thiệt đó. Chuyện tình yêu của hai đứa mình sao mà trắc trở như vậy không biết nữa. Chia tay sớm đi cho bớt đau khổ. Hả? À, chia tay hả? Ừ. Được rồi, cái này là em nói đó nha. Ừ. Chuyện này chia tay thật á, tôi về á, tôi đốt cái nhà lá này nè, đốt cái nhà lá này nè, cho nó cháy lan cái nhà tường của em nè. Từ lúc đó đó hả? Hết rồi, tôi vô chùa, tôi đi tu luôn. Ê, anh Đường, coi chừng tiếp. Thả tôi ra đi mà. Thôi mà, ta nói có chút xíu vậy mà. Có yêu thương gì đâu, cho tôi chết đi. Thôi mà, thì tìm cách khác đi. Mẹn à. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sao? Có nghe cay mặt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hai em vội quên ngày đó. Lỡ chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vắng anh em biết còn ai nữa. Những khi hờn dỗi xa xôi, còn ai đưa đón trong đời. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ và rủi mình cách trở, em để ta ngắn xuống. Chuyện này mà hai đứa mình chia tay thiệt á, chắc anh chết quá em à. Khoan thôi. Đã, không có anh em còn sống làm chi nữa. Em ơi, giờ hay là sao? Bây giờ á, anh đi mua thuốc đầy. Hả? Thuốc đầy hả? Thuốc chết đau đớn em sợ lắm. Tìm cách chết nào khác đi anh. Bây giờ hai đứa mình hẹn nhau á, ở ở đâu? Để em nghĩ. Cái gì đó? Đâu? Cái đi đâu? Cái cầu cá. Hả hả? Ê! Hả? Ủa ra ngoài tâm sự hả? Ý anh nói là qua cái cầu cá rô á, ngay cái ngã ba sông đó, chỗ đó vắng người mà chết cũng mát nữa. Vậy hả? Thôi bây giờ lẹ đi. Bây giờ nhưng mà khoan đã, chờ em nha. Bây giờ á mình chết đột ngột quá, tí má mình không biết, em phải viết lại vài chữ cho má hay. Phải rồi, chờ phải em rồi. Nha. À, không, viết. Em. Hả? Khỏi đâu, khỏi lấy giấy viết đâu. Bây giờ mình bẻ cây đi rồi mình viết đại trên nền đất nè. Ừ ha, lẹ lên lên. Để. À má yêu giống cũng khi... tại vì má với bác Năm gây lộn với nhau hoài. Đúng. Làm ảnh hưởng tới mối tình 8 năm của hai đứa con. Đúng là ý này đúng là. Chắc là tụi con sẽ đi xa. Xa lắm. Đi ra tận cầu cá. Trời, sao mày đi ra cái chỗ kia mà nó thúi dữ vậy con? Tụi bay đi. À, mày đi đâu hả mày? Tụi tao sợ hả? Hù tao hả? Mày hù con đi đi. Mày hù kia mày à? Mày con ngon mày đi. Mày đi ra khỏi nhà tao liền đi. Nãy giờ má nghe hết rồi hả? Tao đọc cho mày viết chứ này. Này, lần này con không có hù thiệt đâu, mà con với em mé sẽ chết thiệt luôn đó tía. Mày chết à? Mày chết liền cho tao coi, mày chết liền cho tao coi, mày muốn chết kia gì tao chỉ cho mày cách chết. Sao? Chết cái gì? Sao? Hả? Hai đứa là sao? Ra cầu cá, phóng xuống cho cá mới rỉa tụi bay hả? Nè, cái cầu đó là cầu cá tra nha. Xuống dưới tụi bay chưa chết ngợp là tụi bay chết gì cái... Hiểu không? Tụi bay ra chết chưa chết gì ngợp mà chết gì thúi đó. Thấy không? Mới nhắc tới cá tra mà con nó muốn ói rồi thấy chưa? Gì vậy? Mày bị cái gì? Mày bây giờ mày tính dở trò bình quạng ra mày hù tao hả? Hả con? Thì không phải. Chứ gì? Con này không phải bệnh. Bộ má thấy không quen hả? Vụ này quen. Ối thì cái gì? Ui.
nhỏ. Trời ơi. Cái chuyện này hệ trọng, bây giờ mình phải gạt bỏ thù riêng, mình bàn chuyện lớn. Cái con gái bà nó làm cái hành động vậy nè, nó nói là bà thấy quen không? Bà có nghi ngờ là chuyện gì không? Con gái bà nó đã có cái gì? Có bầu. Trời ơi, ông tính la làng lên cho hàng xóm người ta biết là con gái tôi nó có bầu hả? Là cái họng bà mới la đó. Trời ơi, tôi rối quá, tôi rối. Chờ xíu. Sao vậy con? Dạ. Con có bầu hả? Dạ. Mày có bầu với ai? Đứa dạ. nào là tác giả của cái bào thai này? Dạ. Thằng nào? Dạ. Thằng nào? Dạ. Vậy? Thằng này hả thằng này? Dạ. Thằng này hả thằng này? Dạ. Thằng nào? Dạ thằng này. Trời ơi. Cái gì vậy? Ông Tâm, tôi không ngờ ông lại tác tệ lưu tâm tới như vậy. Trời ơi. Cái gì kỳ cục vậy hả? Bà nghĩ làm sao? Bà nghĩ làm sao? Tôi là người lớn rồi mà bà nghĩ làm sao bà kêu tôi có tác cái chuyện gì hả? Tôi nói cho ông nghe nha. Con gái của tôi nó còn nhỏ vậy. Nó không biết gì. Bà ngon bà qua đây. Ủa sao kỳ vậy? Tôi qua đây sao bà qua đó? Bà qua đây. Ông qua đây. Tôi qua liền nè. Bây giờ ông sao? Tại sao lại lừa gạt gái tôi? Trời ơi. Bây giờ sao? Hả? Bà nói sao? Bà nói tôi hả? Bà nghĩ làm sao tôi từng tuổi này mà tôi có cái chuyện gì sằng bậy với con gái của bà được chứ hả? Bà ngon bà phóng qua đây. Bà nói chuyện với tôi nè. Đỡ tôi về. Hồi nãy phóng qua được, sao giờ phóng về không được? Hồi nãy giận quá quên. Bây giờ về không được. Tôi không đi. Đỡ tôi về. Tôi không đỡ. Đi con. Không đi. Mày tránh ra. Ông tránh ra. Cẩn thận, bắt đó, cẩn thận. Đi về. Đi về bệnh. Lý do tại sao mà cái thằng này nó lại làm cho cái con này có bầu? Ủa sao bà biết con tôi? Nó đâu có nhận đâu. Dạ bây giờ con nhận cũng chưa muộn ba ơi. Bà đất ơi mày đi. Dạ. Hả? Con chính là tác giả của cái tác phẩm này. Trời ơi con ơi con. Dạ? Cái chuyện như vậy mà mày nhận một cách hãnh diện. Mày kiêu hãnh quá con ha. Dạ. Không nhận. Không... Thiệt hả? Dạ, mấy thiệt. Tháng rồi? Dạ. Dạ. Mấy tháng? Mấy tháng? À, trời. Năm tháng. Dạ năm tháng. Trời ơi. Như vậy là nó dối cha, nó lừa mẹ. Nó liên ai với nhau 5 tháng rồi mà không hề biết cái gì hết trơn. Con gái tụi nó có bầu 5 tháng rồi mà tôi không hề hay biết. Tôi khổ quá ông bà. Mày 5 tháng mà sao có bụng mình xẹp lép vậy? Dạ. Tại thấm mình dây bác Tám. Mình dây nên không có biết. Đúng rồi bà ơi. Sao? Mình dây nó vậy đó. Hai đứa nhỏ nó tác tệ như vậy rồi. Bây giờ mình còn cách gì nữa cho nó cưới đại đi kẻo lỡ. Ông đồng ý cho tụi nó cưới hả? Cho cưới đi má. Cưới đi má. Trời ơi. Nếu không nó dắt ra cầu cá, nó trầm mình nó tự tử. Tôi với bà là mồ côi con, đã vậy đám tang là coi như là phải đưa cho hàng xóm láng giềng mỗi đứa một khăn mùi xoa bịt mũi lại thì bị gì thúi đó. Nhảy xuống cầu cá nó chết đó, bà chịu nổi không? Trời. Bác Tám ơi, không phải chết hai đứa đâu bác Tám, chết tới ba đứa. Trời ơi, tôi quên nữa. Rồi, thôi. Tất cả im lặng. Dạ. Im lặng. Để ta giải quyết. Sao? Cái chuyện này ta sẽ tính như thế này. Sao? Là bây giờ ta đã dở lỡ ra rồi. Ừ. 5 tháng rồi, không thể nào để chậm thêm một ngày một giờ nào nữa hết. Dạ. Cho dạ. nên bên đây phải đem trầu cao đầy đủ lễ vật qua bên đây hỏi cưới bên đây, đúng không? Tôi sẽ làm xui với ông. Yeah. Vâng ông ạ. Thuyền xuôi gia là thuyền của hai nhà. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng là mẹ cha. Ăn ở thuận hòa muôn thuở lưu danh. Biết ta biết mình tốt lá tốt nền. Con gái nhà bà đầu hôm sớm mai chưa ước từng rào mới đó chưa gì đã làm mẹ người ta. Thì nó đẻ sớm cho ông có cháu nội ông bồng chứ gì. Chứ còn trai ông kìa. Nó sao? Nó đâu kém gì. Kém gì sao? Nó cũng đã làm nên tía người ta. Có bao giờ nó dám chịu thua ai đâu. Sinh con đẻ cháu một bên là nội còn một bên là ngoại. Sáng thì về nội tối thì về ngoại. Xui gia như bát nước đầy xui gia như bát con tiên. Ăn ở hiền lành chết vẫn còn thương.
chuyện xui gia là chuyện cả muôn đời. Khi trái gió lúc trở trời, thương con nên nhiều tiếng lại lời qua. Để tôi sao mà nó giống hệt dâu ông. Ông ơi, phước đức ba đời ta mới được làm xuôi. Trời đất ơi, con nẹt vô nó ồn quá luôn, con chim của chú nó giật mình. Giật mình rồi sao? Nó nhảy lung tung trong kìa. Rồi nó nhảy lung tung rồi sao? Thì tắt máy đi. Sao vậy? Ồn quá à. Chú mắc cười vậy? Trời ơi, con chim chú nó giật mình kệ cha nó chứ. Chứ còn bên này con mà không nghe tiếng máy là con chết con sao? Là ồn nó lắm nó chết á. Thì nó chết, chẳng thà nó chết còn đỡ hơn con chết, con sửa xe mà. Chết. Dạ bây giờ chú nghĩ là con là Thảo con tắt máy đi, tắt máy rồi nói chuyện nè. Đâu có được. Không tắt đi rồi nói tiếp nè. Bây giờ con sửa xe. Con độ xe cho người ta. Rồi. Con phải nghe mặt tiếng máy. Rồi. Không, máy mà nó nổ mà làm sao mà mình dặn lên mà nghe rao 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 mà nó êm mà không nghe mùi xăng, như vậy là mình biết chỉnh xăng với gió đầy đủ, phải không? Con vợ lắm hồi xưa chú biết rồi nữa. Tắt đi. Muốn nghe tiếng bô dễ ẹt à. Sao? Không làm phiền hàng xóm, không ồn ào. Đúc cái lỗ tai vô cái bô á. Vậy chú đúc vô cái này cho chú đi. Không nhé. Hả? Con gì? Nhỏ mày ly à. Chú mới mắc cười á, chú nuôi nó làm sùm rồi nó không nói. Tiếng chim kêu là người ta thưởng thức làm như âm nhạc, chị hiểu không? Thì đúng rồi, bên này ta cũng là thưởng thức. Bên chú là nghệ thuật về chim, còn bên con là nghệ thuật về xe. Chú mê chim kệ chú chứ, ta mê xe kệ người ta. Chim người ta hót hay. Ê! Ờ, để người ta góp ý từ xa tao nghe rõ ràng rồi. Mày sửa xe mày lấy cái bô mày nẹt vô mặt ổng à, ổng chửi mày hả? À? Bỏ nhà, bỏ sửa xe. Ba ngồi về nhậu với ba một hai ly thôi. Thôi không có đâu ba, nhậu đi. Mày mất dạy mày. Ba kêu mày ra mày nhậu mày không nhậu. Mày con cái gì mất dạy. Tao nhậu với mấy thằng bạn tao nó xịn đó rồi. Anh ơi, nhậu thì nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, trời ơi thằng này thì nẹt bô, còn anh thì la làng thì sao người ta chịu nổi. Mê chim nghe, mỗi người có một sở thích, ông mê chim còn tôi mê nhậu nghe. Nhậu mình đi, có nhậu mình thì âm thầm nhậu đi, tự nhiên la làng la sớm là tưởng nó gây lộn. Không, cái giờ này ai cấm tôi nhậu, trong khi đó là mấy con chim của ông là nó hót giờ nghiệt không. Giờ nào giờ nghiệt 4-5 giờ sáng nó hót, ai ngủ nổi. Đó, giờ đó thưởng thức, mày nín coi mày. Mày nẹt qua vậy, sao tao nói chuyện cãi lộn với ba mày. Anh em mình nói chuyện nói đàng hoàng. Chứ cái chuyện bây giờ tôi cũng xin góp ý anh luôn, hàng xóm láng giềng. Anh làm ơn anh chỉnh mấy con chim anh lại, nó hót giờ khác được không? Nó chỉnh làm như máy chỉnh. Bây giờ người ta ngủ là nó hót. Bây giờ trong khi tôi là giờ này là tôi có quyền nói chuyện này, giờ này giờ hành chánh rồi. Tôi có quyền nói chuyện. Trời, nhậu mình có giờ hành chánh nữa, con chim của nó có giờ hành chánh nữa. Hành ông nội không? 4 giờ sáng là nó hứng, nó hót, phải vui không? Ai mà hứng 4-5 giờ sáng hót giờ đó. Trời ơi, vui đi, bây giờ anh ra đây anh ngồi anh nhậu, anh phải hòa nhập với cộng đồng. Anh cứ suốt ngày lo ôm chim không? Trời, chim không ôm. Ôm cái gì? Ôm chai rượu hả? Anh ôm rượu đi, anh hòa nhập với cộng đồng. Anh ôm cái gì với nhau. Người ta nhậu thì anh phải nhậu. Người ta sửa xe thì anh phải sửa xe. Còn cái chuyện chim anh bỏ qua một bên giùm tôi đây. Ủa ngộ vậy, tự nhiên người ta không thích nhậu, bắt ta nhậu. Người ta giàu, ta có tiền bắt ta đi thử sửa xe. Anh giàu có tiền thì anh đừng có ở chung với mấy đứa nghèo. Ai cũng giàu đâu, tự nhiên là Vinh. Ai cũng cho việc nhẹ nhàng nè. Ai cũng cho việc nhẹ nhàng, giác ngộ sẽ giành phần ai. Rồi, ai có về chai không? Về chai đi, Rồi tới nữa rồi. Dễ ơi. Dễ chạy đây. Dễ ơi. Dễ chạy nè. Trời ơi, xuống sổ đổ tháo rồi. Dễ ơi, chị. Cũng ơi, con. Phụ má con. Ê, ê, ê.
chứ con kiếm đi về tới sớm rồi. Dẹp cái này đi đâu có cần nữa đâu mà phóng lo dữ vậy. Nói bình thường. Quen rồi anh hiểu không? Con bị quen rồi, tôi cầm cái này tôi mới tự tin tôi nói chuyện. Nhậu hoài nữa đi. Nói đi. Sao nhậu hoài vậy? Thì nói cái này nè. Sao nhậu hoài vậy? Sao bà tắt vậy? Quên bấm. Mở lên. Tôi quên bấm. Cái gì mà nhậu hoài vậy, suốt ngày sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu, tối nhậu, thiếu điều tối lên trên giường cũng ôm cái chai rượu mà không chịu ôm tôi nữa ông nội. Tôi hỏi bà chứ tôi mất hạnh phúc với bà, tôi không ôm bà là tại vì chim ông này nè. Cái gì? Ai nghĩ sao mà đưa chim cho chồng tôi hả? Cái gì vậy bà nội? Có chim này nè má ơi, tôi làm gì có chim nữa ông. Ba cho má với chú làm ơn im lặng đặng nó chỉnh ra cái xe của ta được không? Mệt. Thì mày kêu tắt mày từ từ. Mày làm gì vậy? Ồn quá không nghe máy không được. Ồn cái gì mày? Đang cái giờ người ta đang nói chuyện mày tắt giùm tao cái đi, tắt cái này. Mày tắt đi, tắt rồi sao sửa xe cho người ta? Một chút nữa mày sửa sao mày hiểu không? Bây giờ cái bô xe chuyện, mày hư rồi. Đang nói chuyện mày làm cái gì mày rượu đâu ai nói chuyện được. Cái bô xe mày hư rồi, ba đi ra chợ ba mua cái bô kia cho mày gắn vô. Bô nít rồi đó. Có tào lao nữa à, hay à ha. Chứ bây giờ tôi hỏi bà nè. Bà nói là tôi không ôm mà ngủ. Trong khi là 4-5 giờ sáng tôi đi nhậu à, tới khoảng 12 giờ tôi về tôi ngủ rồi tới. Nói chuyện đừng có dậm đất mạnh quá, cái đèn tôi nó rớt nha. Tôi hỏi ông chứ, chim ông hót cái giờ nghiệt không? Nghiệt sao? Tôi đi nhậu khoảng 10 giờ 11 giờ về tôi ngủ tới 4 giờ sáng là tôi hết rượu rồi. Lúc đó tôi quay qua tôi nhìn con vợ tôi thấy nó đẹp quá, vừa tính ôm con vợ để hai vợ chồng hạnh phúc vì con chim ông hót làm tôi mất hứng luôn à. Hả? Con tôi kỵ dị ứng tiếng chim nó hót, cái giọng hót của nó xoáy vô não tôi chịu không nổi. Thôi mệt quá đi, tào lao chứ không phải ông á nha. Ông nhậu riết rồi giờ ông nhìn tôi ông ngán hả? Cái gì? Ý là nói sao? Tôi nhậu hễ tôi nhậu đậu phộng với lại nhậu xoài không, đâu có nhậu xí quách đâu mà nhìn bà ngán. Không có. Làm gì vậy? Trời ê ơi. Ê đi vậy mày... ai mượn mày vô đó mày quạt con chim của ông chê. Mày trời chị... ông giúp cho nó trúng gió cho chết cha nó luôn cho rồi. Quá con ơi, ông thưa bây giờ mày, tôi nói thiệt cái xóm này ồn ào lắm luôn, tôi mệt lắm rồi đó. Dừng ta lại. Có sao buồn kim, có sao kéo kéo đi anh ơi. Mày ồn quá mày ơi. Ta đang mày ồn ngầu. Mày đâu mày trả mày kim kim. Sao mặt hình sự vậy? Sao hình sự? Đang chửi lộn tự nhiên mày vô mày có sao buồn nè kim. Tào lao. Một ngày như mọi ngày. Hai vợ chồng này gây lộn hoài luôn. Vợ chồng chú gây lộn nữa hả? Sao gây lộn hoài vậy? Có kịch bản gì mới không? Hai vợ chồng gây lộn hoài từ sáng đến tối ăn kẹo ké cho khỏi gây lộn. Mày có điên không mày? Vợ chồng tao gây lộn mày phát cái lên tàn sớm leo đi mày, con có hụt bắt đạp. Ủa? Tao gây lộn mà tao gây lộn với chồng tao, tao gây lộn với ba mày hả? Mày lại gì mày lên đây mày lá? Mày nhỏ mày khổ tao mày? Hả mày? Thêm còn lại thêm. Con nói có một câu chút xíu nha. Thiếm nói từ sáng đến chiều nói cái gì mà dài á. Ủa vợ chồng nó gây lộn mày vô mày châm dầu vô lửa. Mày kêu tao đừng có chửi với mặt mày. Ê ra đây. Ra đi mày. Tao nói cho mày nghe nha. Ở đây là cái khu vực của vợ chồng tao hoạt động. Mày không có quyền gì ơi. Kẹo chứ. Ai chơi đổ rượu tôi vậy? Kẹo chứ. Tao không ăn kẹo mày. Mày vô đây mày cầm cái loa mày nói. Mày nghĩ sao mày thách tố cái giọng của vợ tao nói là tét cái loa mày luôn. Ê vậy. Chủ không mua, Thiếm không mua, anh cưng. Nhìn mặt này khoái kẹo nè, biết anh là khoái kẹo liền à, anh ăn kẹo đi anh. Mày có khùng không? Tao nhắc lại một lần nữa nha, nghe chưa? Tao như vậy là tao không muốn ăn kẹo nữa, nghe không? Bị tiểu đường ha. Mày á, mai mốt á mà đi vô trong khu vực này á, mày làm ơn mày bớt là cái âm thanh, còn thôi là mày dẹp cha luôn cái đó nè mày. Tao nghe cái giọng của mày á, làm sao là tao nghe được cái tiếng xe của tao. Tao đâu thích nghe giọng hát, tao không thích âm nhạc, tao không thích chim vậy đó. Tao chỉ thích nghe tiếng bô xe thôi. Trời biết rồi. Tao nói thiệt với mày nha mày. Cái dù ở đây cái xóm này nó ồn rồi tao còn chấp nhận được người ta ở đây. Còn mày ở cái quân ở đâu mà vô đây mày ồn quá vậy mày. Thôi Hiếm ơi. Tao kêu mày thôi à.
Đó là ca sĩ đó bà. Đó là ca sĩ đó. Thằng này thằng Tèo là ca sĩ đó, tôi biết đó mà. Nè, bây giờ mày thích hát lắm phải không? Mày đi qua đây nè, mày qua nhà cha già đó đó. Đó, ông già đó đó. Mày qua bên đó mày thi hát với mấy con chim bên đó. Mày biết làm sao đi, mày đi. Biết. Em nói với anh rồi, nói bao nhiêu lần rồi, cứ kêu em bằng Tèo hoài à. Chứ mày tên gì? Đó, đó, đó. Thiếm, 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 ra đây, thiếm ra đây. Cái gì? Có cái thiếm này biết nè. Thiếm. Cái gì? Anh Cung anh cứ kêu con bằng Tèo là thiếm. Nói tên Tèo, kêu tên Tèo chứ. Mày tào lao nữa. Mày kêu nó không có đúng tên, nó chửi vô mặt đó, mày là đúng thấy rồi. Chưa? Chỉ có mình thiếm nhiều chuyện là thiếm biết chuyện. Mày kêu mày kêu nó là đầy đủ tên người ta. Kêu tên gì? Tèo kẹo kéo. Thiếm ơi. Cái gì? Tên của con á là Teo. Teo. Teo là bây giờ nè, tên Tèo đúng không? À. Mà mình lấy cái chữ Te cắt ra chữ O khỏi giáo quyền. Hay giáo quyền là tên của thím á, con ghép ha, con bỏ. Có nghĩa là mày té cái ra gì? Đúng rồi, chính xác. Vậy là làm theo dạng kiểu tiếng Anh hả? Đúng, Teo. Dễ thương ghê, nghe dễ thương ghê. Teo thành Teo. Đúng. À. Vậy cái tên tao tên Cung mà tách ra nó thành gì ta? Cung. Cung hả? Cung thì là em. Hãy mở nó đi. Sớm đồ mà quá à. Bây giờ mạnh người nào người đó làm việc của mình đi. Thôi vậy đi, vậy đi. Dâu ơi. Dạ 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 dạ. Chú Quyền thêm mừng, chú Quyền thêm mừng, chú Bần thêm quyền, chú Bần chú thêm. Con nghe nói là anh Cung anh bị nặng lắm không? Có sao không chú? Có sao không? Có bị gì không vậy? Anh bị sao? Anh bị sao? Giật tận kinh hả? Hay là anh bị cái gì? Anh bị cái gì á? Tèo cái gì á? Tèo. Đó con nghe là cái gì mà bệnh hoạn nặng lắm anh Cung anh bị rồi. Ơi im lặng giùm tôi một cái bây giờ đừng có la lớn là thằng con tôi nó xỉu. Anh Cung bị bệnh xỉu. Nghe chưa, đừng có la lớn, nó giờ nó sợ tiếng ồn lắm. Sợ tiếng ồn lắm. Không tin hả, tôi kêu nó ra đây nè, cho mọi người thấy nè. Cung à. Cung à. Cung à. Con mệt rồi nè ba. Mấy người im hết đi. Tôi đang nghỉ ngơi mà, tôi đang nghỉ ngơi, tôi sợ tiếng ồn lắm, mấy người im hết đi. Con ơi, bình tĩnh con ơi, con ơi. Nghe đây em. Cái gì vậy? Con làm gì vậy? Tỉnh. Trời. Nó bệnh mà nó tỉnh gì ông nội? Rắn gì ngay lỗ tai nó kìa. Trời ơi nó. Con lại đây, con lại đây. Nó lấy cái đồ bình lỗ tai nó đó. Nhưng mà cuối cùng là bị gì? Bị gì mà ảnh vậy vậy? Anh bị cái gì? Thôi đây đây. À. Con. Trời ơi, tôi đã kêu mấy người im đi đừng có la lớn quá. Thằng con tôi bây giờ nó sợ tiếng ồn. À, ai nói lớn là nó xỉu, hiểu không? Biết tại sao nó bị không? Biết tại sao nó bị không? Đi qua bên này nói chuyện đi. Đi qua bên kia. Nhanh lên. Nè, biết tại sao con tôi bị không? Ê! Cha già! Dạ. Con tôi làm với coi thú nha. Bây giờ mình bàn cái lý do tại sao con tôi nó bị như vậy. Nó nói với tôi á là nó bị như vậy là do nó bị ảnh hưởng tiếng ồn. Mà tiếng ồn phát ra từ cái gia đình nào? Đi khám bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là bị dị ứng tiếng chim. Chim ồn quá. Đúng rồi, chim không quá phải đâu. Đuôi, sáng sớm nó có 4-5 giờ nó hót ì xèo. Người ta muốn làm ăn cái gì cũng không làm được. Con muốn đi bán cũng không được. Phải đâu. Chứ sao nữa. Nó bị vậy là lý do nè. Bữa hổm nó mà nổ máy. Nếu cái lỗ tai vô nó nẹt. Phanh phanh phanh. Con. Con biết rồi, tại cái bồ, thấy không? Bồ. Và nghĩ sao mà cái bồ nẹt dày nè, đút cái tay vô tóc ở đây không có con chợp đến giữa. Mình nó sùm hết trơn hết trội à. Bây giờ vậy nè, tôi khuyên mấy người nè. Sao? Mình trở lại vị trí cũ, có nghĩa là một người yên lặng một ít, nó sẽ hết bệnh liền. Bây giờ đừng có nuôi chim nữa, nó ồn. Nói ảnh đừng có ấy bô nữa, nó ồn. Nghe con hát thôi, con hát là cuộc đời. Hát ồn hơn nữa. Bây giờ, bây giờ con nó đâu rồi? Ê! Ê! Bây giờ mới chơi chim rồi. Anh Cung ơi, anh Cung. Anh Cung ơi. À! Anh Cung ơi. Đi ra. Anh Cung ơi. À! Đi ra.
tạo cái gì vậy? Dương! Trời ơi! Trời ơi, mà leo ra leo vô kiểu này chết người ta. Bây giờ nè, hàng xóm mình phải giữ lại, trả lại cái yên bình, yên lặng. Đúng rồi. Đó. Giống như cứ bình thường thôi, đừng ồn ào. Con nói chú rồi, nó phải nhỏ nhỏ thôi. Nói vậy đó, ảnh ồn, ảnh nghe ảnh khó chịu lắm. Phải không anh Cưng? Hả? Cái gì vậy? Cứ bình thường, mình nhớ bình thường lại như cũ đi. Nó là sao? Một, hai, ba. Nói vậy nè. Sao? Nói gì ai nghe má? Mày nói lớn chút ơi! Má à! Mày làm tao tức rồi! Ồn quá mấy người, ồn quá! Mày làm chồng tao tức rồi, nó đâu trong họng rồi, con nghe được không? Trời ơi, giờ chỗ quá! Con tôi nó bị stress, cho nên bây giờ phải giữ không khí trong đây yên lặng, yên tĩnh thì nó sẽ hết bệnh. Vậy nha! Oh yeah! Ồn lắm nghe chưa? Trời ơi. Nói rồi, nó nhỏ nhỏ thôi, cái gì ồn? Ra gọi đó, em kêu gọi với cha này lớn nè, chia người đứa lớn nè. Rõ, có gì đâu. Ồn quá, ồn quá, tôi quả là lỗ tai cay. Anh Định Toàn thấy không? Anh không thể nào mà tưởng tượng được là khi mà mình đứng đây mà có người cứ ra rả nói chuyện bên lỗ tai mình, làm sao mình chịu nổi. Mà một khi mình đã không chịu nổi thì mình không thể nào mà chấp nhận được cái chuyện đó, đúng không? Mà nhiều khi mình muốn nói chuyện với người ta mà người ta không cho mình cơ hội thì làm sao mình có thể nói được. Khánh ơi, nói nghe nè. Trời ơi, anh đưa em vô cái xóm đó ở luôn á, em muốn không? Cái gì vậy? Anh mới đi qua buổi tiệc phẩm thôi, em làm gì em nhiễm một cách nặng nề. Em nói chuyện với người khác thì phải để cho người khác nói, không? Phải tôn trọng người làm việc của mình, tôn trọng đồng nghiệp của mình, tôn trọng MC của mình. Dạ. Cái em lúc nào cũng ba chết em tán nhưng mà nói anh chưa nói xong mà anh đã làm cái gì? Em năn nỉ anh đừng nói nữa, bây giờ hai anh em mình cứ dành nhau mà nói vậy là người ta không cho mình vô nhà lá ở mà đưa thẳng cho bệnh viện tâm thần ở luôn đó anh ạ. Khổ lắm anh ơi. Thôi bây giờ quay trở lại với nhiệm vụ của mình nha. Dạ. Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.